Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lễ lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tam bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Tiếp theo chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay ghi lại một cái câu chuyện tuy là rất là ngắn nhưng mà lại có một cái ý nghĩa đặc biệt trong đời sống của chúng ta. Những người xấu thường hay lên mặt đạo đức để chỉ trích người khác, và chúng tôi ở miền quê, ở miền Tây đó, thì hồi nhỏ cũng ở gần nhiều nơi, nhiều nhà kế bên mà người ta hay nhậu nhẹt. Thì quý vị có tin rằng có những người họ sai đó, thì họ hay phân bua là tôi không có sai, anh mới sai. Tôi có nhiều khi họ đang sai mà người khác đến rồi vẫn họ đi về, bơi xuồng gió về đó. Thì chính bản thân cái người sai lại nói người kia sai, không sai. Cái chuyện đó nghe rất rất là khôi hài nhưng mà thường xảy ra như vậy. Ở trong trường hợp này là ma thì mê muội nhưng mà lại chỉ trích Đức Thế Tôn. Sau khi Đức Thế Tôn đã kinh hành gần cả một đêm và ngài nằm nghỉ một chút, đó là cái sinh hoạt của Đức Phật. Bài kệ này thì ở trong tiếng Pali đó, nó hơi khó dịch trong tiếng Việt. Tại vì cái cách nói của ma đó mang cái cách vừa giễu cợt mà vừa trẻ con. Và do vậy khi chúng tôi dịch đó, thì chúng tôi có dịch theo cái văn phong của bài kệ. Và thứ thì Đức Thế Tôn ngài đã trả lời, ở trong sự trả lời của ngài đó là ngài nói rằng chư Phật hay là bản thân của một vị Phật Phật Đà đó đã đoạn tận tất cả những cái sở y, tức là không có đi tầm cầu,
đi tầm cầu năm quận, đi cầu tầm cầu những cái sự tạo tác vân vân trong đời sống, thì điều này nó không nằm ở trong cái cảnh giới hiểu biết của ma. Đó là cái nội dung của bài kệ ngày hôm nay, và chúng ta sẽ được nghe sự giảng giải rộng rãi của Thượng tọa Từ Quyền. Bây giờ mời quý Phật tử đọc cho bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Từ Quyền giảng sư. Nam mô Bụt Thầy giá, chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Kẻ mê chê người tỉnh, kinh ngụ nghỉ, Supatti Suttang. Chương 4, tương ưng ác ma, phẩm thứ nhất. Ma, vì là ma nên thường chê Phật, ngược đời hơn nữa là lấy đạo đức để dạy đời. Tâm ma không hiểu được tâm Phật nên chỉ thấy cái bên ngoài. Đức Phật tuy vẫn mang thân năm uẩn nên thân Ngài có lúc cần nghỉ dưỡng, nhưng trong trạng thái chánh niệm, ma luôn tìm lỗi để chỉ trích nhưng không nhận được thái độ chính mình là ấu trĩ. Đấng thiền thệ đã nói lên tâm thái của bậc đoạn tận ái, một điều ngoài tầm hiểu biết của ma. Kinh văn: thời ấy Đức Thế Tôn Ra Chá Gá Há ở Trúc Lâm tại khu Cá Lan Đá Cá Ní Qua Pá, chỗ cho sóc ăn. Bấy giờ khi đêm đã gần tàn, Đức Thế Tôn sau khi kinh hành gần cả đêm ngoài trời đã rửa chân bước vào thành tịnh thất. Ngài xuống phía hông phải, theo dáng nằm con sư tử, một chân nằm trên chân kia với chánh niệm, tỉnh tác, ý thời điểm thức dậy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn nói với Ngài kệ ngôn: ngủ cái gì mà ngủ, ngủ chết như ăn, nghỉ nhà chẳng có ai, ngủ trưa trời trưa trật. Thế Tôn: không hy cầu dính mắt, không khát ái dẫn dắt, Phật đoạn tầng sở y, ma bận tâm cớ gì? Thích văn: King Sopasi, King Nu Sopasi. Người ngủ đây sao? Thật sự ngủ à? Kim Midang Sopasi Đức Phá Gô Quy Giá. Ngủ chết như kẻ cùng khổ, tại sao thế? Xuân Nhá Má Gà Ràn Tí. Ngủ trong ngôi nhà trống. Kim Mi Đăng Sốp Bá Xí Sư Rí Dê Ất Gá Ghê Tí. Ngủ trong ngôi nhà trống. Và chỗ này không có cái phần dịch. Giá xá cha lini huy sát tí ca tàn hà nát thí cú hình chí nê tá quê. Không hy cầu dính mắt khác ấy dẫn dắt. Sát bù phát thí bá rít khá giá bút thô, Phật Đà đã dẫn tận mọi sanh y. Sốp bá tí kinh tá quét thá, mà rạch tí ác ma có gì phải bận lòng. Thích nghĩa, chữ
Đức Phá Gô chỉ cho người cùng khổ sau ngày dài kiếm ăn vất vả, lăn ra ngủ như chết. Theo sớ giải hai chữ Cha Lý Ní, triền phược, rối rắm, dính mắt, và Quý Xá Tí Ca, hy cầu, dẫn dắt, cột trói, tầm cầu sự thỏa mãn trong tam giới đều nằm trong trạng thái của Tanha, ái, Upatthi, dịch là sanh y hay sở y, theo sớ giải là hướng dẫn năm uẩn, phiền não, tạo tác hay hạnh nghiệp và truy cầu, dịch là tỳ kheo nhắc đẳng dịch và biên soạn giải trình. Và chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Tuệ Quyền giảng giải nội dung bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Tôi đi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Trí Đại Đức, Đại Đức Sơn Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thành chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puttang Phakkawantang Apivadimiswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Subhattibano Phakkawato Savakasangko Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương Đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhờ và lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy. Vì kinh bạch quý ngài, kính thú vị, có thể nói rằng cái bài kinh Cả Mê Chê Người Tỉnh, kinh ngủ nghỉ ở đây, tương ưng ác ma, phẩm thứ nhất. Đầu cái kinh văn thì chúng ta đây học được một cái bài học ở cuộc đời. Ma chê trách Đức Phật. Những điều mà có thể nói rằng là chính ma đang ngủ mê mà Đức Phật ngài tỉnh. Tỉnh ở đây tức là tỉnh thức trước cái phiền não luân hồi, đã tỉnh giấc luân hồi. Còn kẻ mê là mê trong cái luân hồi kia, thì ác ma không có hiểu được cái kẻ mà đã thức tỉnh với luân hồi và mê trong cái mê sai, và ngay cả cái sự ngủ nghỉ cũng vậy. Thì kính thú vị, cái thân xác con người, sân xác tứ đại con người này, nó cần phải có một cái thời gian dừng lại, như là một cái nạp năng lượng như vậy. Thì chúng ta mệt quá, chúng ta ngủ, cho nó thiếu cái năng lượng để nó ngủ. Nhưng điều mà cái ngủ đó thì nó thuộc về cái hôn phần. Ngủ theo cái người phàm phu của chúng ta đó, nhưng chúng ta ngủ thì nó rơi vào hôn phần. Hôn phần ở đây thì chính là cái tâm chúng ta nó mê muội, tâm chúng ta nó không có sự tỉnh thức. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy, tâm không có sự tỉnh thức. Và chính vì tâm không có sự tỉnh thức mà nó mê muội vì cái hôn thụy, cái hôn thụy nó dẫn dắt chúng sanh, nó rơi vào hôn trầm và thụy miên, ngủ thật sai. Hay là chúng ta thấy tích tắc, không phải là ngủ thật lâu. Nhiều người ngồi trên chỉ ngủ một tích tắc vậy, nhưng họ ngủ rất là sai, họ ngủ rất là sâu. Trong tích tắc đó thì họ khỏe trở lại. Thì cái đó chính là nó, cái cách ngủ, dầu cho là ngủ ngắn hay là ngủ dài, thì cũng là ngủ mà nó mang tính hôn trầm. Nó được trợ tạo, nó được duyên khởi do cái phiền não của chúng ta, là do cái tâm của chúng ta phóng dật, do tâm của chúng ta nó dao động. Còn ngược lại, đối với các bậc thánh tứ quả thì các ngài diệt tận phiền não rồi, thì không còn cái ngủ, mà các ngài an lạc trong thiền. Chúng ta phải nhớ như vậy, an lạc trong thiền, trong một cái sự tỉnh thức, trong một cái sự kiểm soát biết rõ ràng, thì xuôi theo cái mệt mỏi của thân xác, của tứ chi, của ngũ quan,
nó cần phải dừng lại, thì các ngài dùng cái thiền lạc đó, chỉ ăn trú trong thiền thôi, là chúng ta biết là lấy ra biết bao nhiêu là năng lượng, biết bao nhiêu là cái điều tốt đẹp. Thì cái mà chúng ta nói là ác ma nghĩ lầm Đức Phật này ngày ngủ, nhưng sự thật ra quý vị biết Đức Phật cũng như là chư thánh tứ quả đó, các ngài không có ngủ, không bao giờ ngủ, mà như đã nói đó, các ngài chỉ xuôi theo cái vật lý của mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, nó dừng lại thì như một trạng thái như vậy. Thì kính thưa quý vị, ở đây kiếp con người của chúng ta nó hay rơi vào một cái như là tôi nhắc đẳng hồi nãy, đã nói ví dụ như một người sai đối với người mà tỉnh, hay đối với người mà không có sai, tức người đó hoàn toàn tỉnh, thì người sai mà nếu như họ biết họ sai là họ đã tỉnh rồi, bởi vì họ không biết họ đang bị, họ bị say rượu hay say men đó, thì họ cho là họ rất là tỉnh. Thí dụ như chúng ta thấy trong cái tiệc rượu, bàn rượu đó, nó sai rồi thôi nghĩ đi, nó chưa có sai, họ chưa có sai, bởi vì cũng như là người ngu mà biết mình ngu rồi, thì đó chính là người trí, họ tiến bộ đến trí tuệ. Còn người ngu mà nghĩ mình là trí thì trí của kẻ ngu. Thì kính thưa quý vị, nó có một sự đối kháng rất là đặc biệt. Cũng như cái người thiểu trí đó, họ luôn luôn nghĩ bằng cái tâm tư của chính họ, họ đối chọi đối với cái người mà cái người trí tuệ. Cho nên họ làm bất cứ hành động gì cũng vậy, khởi lên cái tâm hung ác và cứ nghĩ người ta cũng hung ác như mình. Đó là chúng chính gọi là si bụng ta mà ra bụng người, chính là như vậy đó. Và cũng như ác ma đã ngủ thì ác ma cứ nghĩ rằng Phật cũng ngủ như mình. Quả thật cái điều này nó không có được, bởi vì Đức Phật ngài đã là một con người tỉnh thức rồi. Và từ cái chỗ đó coi như là đến để nói ngày ngủ, mình còn nói ngày ngủ có sai xưa, ngủ tới coi như là tới trưa tới trật, ngủ tới coi như là chúng ta thấy ngủ tới trời trưa trời trật rồi đó, tức là quá là quá lố luôn à, như vậy. Nhưng điều thật ra thì chúng ta biết khi canh đầu, canh thứ nhất, canh thứ hai, canh thứ ba, canh thứ tư, canh thứ năm đối với Phật đều là có một cái việc làm thường hàng. Thì cái canh cuối cùng thì chúng ta biết là ngài quán sát với chúng sinh, chứ canh thứ tư thì ngài trả lời cho các vị trời xuống hỏi ngài. Thì những lúc nào đó mà xong thì có thể Đức Phật ngài, hay là đầu những canh một canh hai gì đó, thì Đức Phật ngài nằm xuống có thể nghỉ ở một tích tắc gì đó. Chứ còn quả thật thì không bao giờ mà ngài như chúng sinh phàm phu chúng ta, bữa nào mệt quá thì cũng ngủ coi như là chưa trời chưa trật luôn, rồi coi như là không dậy. Nó khác chúng ta hết. Ngay cả đừng có nói chi là Phật, những con người có một cái đời sống mà trật tự thì họ cũng có một cái ý thức rất là rõ ràng về cái chuyện ngủ nghỉ, cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ của mình, chứ đừng nói chi là chư Phật. Thì có thể nói rằng cũng như ác ma đó, nó chặn đường Đức Phật, không cho người ta để bác Đức Phật, thì ác ma nghĩ rằng chứ Đức Phật đói. Thì Đức Phật nói rằng ngài luôn luôn an lạc như trời phạm thiên, ngài sống trong một cái tâm thiền lạc. Ba cái chuyện đói khát, ba cái chuyện ngủ nghỉ này đối với chính ngài nó không còn là một cái trợ tạo như chúng ta được. Như chúng ta đói thì phải ăn khát, thì phải uống, mệt ngủ vân vân. Đói ăn khát uống mệt ngủ của chúng ta là một cái giá trị của con người mà cần phải có, mà cần phải đáp ứng. Nhưng đối với con người tỉnh thức thì ngủ rất là, phải nói là cái trạng thái ngủ rất là ít
hay các vị mà chưa phải là chỉ là phàm tăng thôi, nhưng các vị cũng tranh thủ cái thời gian ít cũ nghỉ, có thể nói như vậy đó. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này chúng ta luôn luôn bị cái gì, bị một cái nhiều cái áp lực, nhiều cái phiền muộn quá đó, làm chúng ta không thể ngủ. Mà chúng ta không thể ngủ đó do cái gì? Do cái cảnh tượng mà chúng ta bắt đó, cái sự buồn phiền, cái sự lo âu, cái sự sợ hãi về mọi chuyện của cuộc đời, cho nên chúng ta ngủ không được, chúng ta ăn không ngon. Nhưng điều mà đối với các bậc thánh thì các ngài không có bị như thế. Và quả thật như vậy, cái tinh thần của Phật Đạo thì chúng ta biết các ngài làm gì mà còn hy cầu bị dính mắc. Bởi vì cái khác ái hay là cái mà chúng ta hồi nãy chúng ta được dịch nghĩa chữ Upathi đó, tức là sanh y của các ngài không còn nữa. Các ngài không còn phiền não bởi cái gì? Một cái điều kiện tiếp diễn xảy ra nữa trong các cảnh giới đau khổ, các ngài không còn. Các ngài không còn một cái phiền não gì gọi là dư sót lại để mà cho rằng các ngài phải bị trầm luân, phải bị sanh tử, hoàn toàn không có. Bởi vì các đức sanh hữu mà, thì sanh y ở đây cũng có nghĩa, cũng có cái ý ấy, tức là các cái sanh hữu, tức là dòng sanh tử được chấm dứt. Mà kiếp con người đó, kiếp chúng sinh đó, do ái làm nhân, do ái duyên, cho nên dẫn dắt đi từ cuộc sống này qua cuộc sống khác, đi từ bờ này đến bờ kia trong cuộc đời. Còn riêng về chư hiền thánh tăng, các ngài đã đoạn tận sanh y, các ngài không còn ái làm nhân làm duyên nữa. Bởi vì ái còn làm nhân, ái còn làm duyên, thì đây là chủng tử sanh khổ. Nhưng chúng ta nhớ lại cái duyên sinh, bởi vì còn nhân đưa đến cái tương lai đau khổ. Có chấp thủ này hay do có ái này, nó duyên cho thủ này duyên cho sanh hữu tương lai, cho nên có già chết sầu bi khổ u não. Nếu như chúng ta không còn mong cầu, ước cầu cái sống, muốn tiếp tục sống, và chúng ta đã cắt đứt cái sanh hữu, thì làm sao có nghiệp hữu để dẫn dắt đi, để chúng ta đau khổ, để chúng ta phải mệt mỏi? Không có. Trong cuộc đời này, bởi vì chúng ta còn mong cầu, còn hy cầu nhiều quá, còn dính mắc nhiều quá, còn mong muốn nhiều quá, thì chúng ta mới dao động, chúng ta mới đau khổ, chúng ta mới buồn bã, chúng ta mới thất vọng. Chứ tâm của các vị thánh này, các ngài đã cắt đứt cái sanh hữu, diệt tận mọi cái, ngay cả cái dục ái, cái sắc ái và cái vô sắc ái, các ngài cũng không còn. Hay là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, tham dục sân hận, ái sắc, ái vô sắc, mạng nghi, đạo cử vô minh, đều được các ngài đã chấm dứt. Tức là thượng phần kiết sử và hạ phần kiết sử được các ngài đã chấm dứt. Hay nói một cách mà chúng ta gần kề hơn, mà chúng ta thường nghe đó, tức là các cái duyên khởi từ vô minh đến già chết, đến sanh già đau chết, rồi đến vô minh trở lại, tức là vô minh. Các ngài đã diệt tận vô minh, minh sanh, thì vô minh diệt, mà vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì lục xúc diệt thì lục thọ diệt thì lục ái diệt thì lục thủ chấm dứt. Và không còn lục thủ chấm dứt thì làm sao mà có sanh hữu nghiệp hữu? Mà không có sanh hữu nghiệp hữu thì không có già chết sầu bi khổ u não. Không có sanh, không có già, không có chết, không có sầu. Đây là giá trị tuyệt đối. Một con người, bởi vì còn cái ước cầu, còn cái mong cầu, các ngài nhận thấy đối với cái chết,
chúng sinh sợ chết bởi vì tham sống. Đối với các ngài, không còn cái tham sống nữa, không còn ước muốn sống nữa. Không phải không ước muốn sống, mà chỉ là một quy luật bình thường. Sự hiện hữu của các ngài luôn luôn chiều theo cái quy luật của khi nào mà chấm dứt tuổi thọ thì các ngài vô dư ý niết bàn. Còn cái hữu dư ý niết bàn còn đang sống đó, thì nó chỉ là một trạng thái của tuổi thọ, của nghiệp thọ còn hiện hữu. Nhưng điều tâm của các ngài không còn cái sự cầu mong, cái sự ước muốn, cái sự giận hờn, cái sự đau khổ. Ngay cả cái tâm đau khổ cũng có. Cái cảm giác của thân xác thì có, nhưng điều mà còn cái mà để mà đau đớn, oán hờn hoặc là chán ghét, mệt mỏi thì các ngài không còn nữa. Chúng ta nhớ có một lần mà ngài Kashyapa, ngài nhập thiền diệt thọ tưởng định đó. Ngài nhập diệt thọ tưởng định. Con dạ so nó lấy nguyên cái chày đập vào đầu ngài. Khi ngài xuất thiền diệt thọ tưởng định thì cái đầu ngài cảm thấy ê. Ngài cảm thấy ê, tức cảm giác ê của cảm giác đau của thân xác, nhưng không có một cái thống khổ đau, cái đau mà từ tâm can. Chúng ta nói đau từ cái tâm can để nó qua cái thân xác, tức là tinh thần lẫn thể xác nó tận cùng, thì đó cái tâm của ngài nó không còn bị cái sân phần nữa, hay là cái tham phần nó dự phần nữa. Cho nên cái con dạ so đó nó chỉ đánh rồi chứ không có chuyện gì. Rồi lúc ngày không có chuyện gì, nhưng khi mà con dạ so nó đi khuất mắt ngài một chút xíu thì đất chút nó chết. Dạ, bởi vì một người mà nhập thiền diệt thọ tưởng định thì cái phước quý tam quả tứ thiền đó quý vị nhờ các mới nhập được coi như thiền diệt thọ tưởng định, chứ không phải là bình thường đâu. Dạ. Thì chúng ta thấy đối với các vị, đối với các bậc thánh, không có cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ mà như bình thường con người nữa, bởi vì cái sự so sánh nó rất là khập khiễng. Một sự so sánh mà nó không có nó không có, có được bình thường giữa ma và Phật. Thì chúng ta cũng nhớ rõ nha, tâm ma, tâm Phật, tâm của Phật nó khác mà tâm của con người nó khác. Mà người ta thường thường người ta lấy một ví dụ mà so sánh, không nên so sánh như vậy. Cái tâm mày sao mà ma ma Phật Phật như vậy. Có nghĩa người ta lấy tâm hiền, tâm thiện mà người ta cũng cho đó là tâm Phật, không phải. Tâm của Phật không có ác, tâm của Phật cũng không có thiện. Nó phi thiện, phi bất thiện, nó vô ký. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nhiều khi cái tâm mày ma ma Phật Phật thì cứ như ác ác xấu xấu. Thì cái chuyện xấu á, là đó là ác đúng rồi. Nó còn là cái chuyện mà tâm lành, tâm thiện á, nó chỉ là tâm thiện, tâm lành. Khi chúng ta không có được tâm Phật, không có tâm Phật hiện khởi trong lòng ta, cái tâm mà chư Phật xuất hiện ở trong tâm của các ngài thì mình không có đồng đẳng, mình không nhất được. Chẳng qua nói bằng một cái, bằng một cái lời nói vậy thôi, chứ cái sự so sánh mà chúng ta so sánh như vậy là chúng ta không đúng. Một bậc vô lậu, một con người phàm phu tục tiểu đầy tội lỗi mà chúng ta so sánh cho được với cái hành trạng, với cái tâm tư của các ngài thì hoàn toàn chúng ta rất là khác, chúng ta rất là ác xấu. Thì kính thưa quý vị, và nói đến cái sanh y, nói đến khát ái, thì chúng ta biết đó là tập khởi để nó tạo nên cái ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn có mặt thì toàn bộ sự đau khổ trong cuộc đời này nó sẽ có mặt. Cho nên vì vậy, nói một tinh thần Phật Pháp đó, đối với các ngài nó vượt ngoài cái gì? Cái tầm kiểm soát rồi, nó còn hành động mà tạo tác để mà đưa đến các cái sanh y. Tâm của các ngài
cái tâm phi thiện phi bất thiện mà gọi là tâm kiriya chitta, tức tâm tố di tác đó, thì upatthi đối với các ngài nó không còn nữa, được viễn ly sanh ly một cách rõ ràng. Mà sanh ly nếu được viễn ly một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp rồi, thì kính thưa quý vị, không còn cái sự buồn vui, cái sự đau khổ trong cuộc đời này. Hỡi người, cuộc đời này nó có vui thì cuộc đời nó có buồn. Cái sự sanh ly này nó như là một cái, như là một cái nguồn nhiên liệu để tái sanh mà nó được được chặn đứng. Mà trong tiếng Bali cũng gọi là upatthi quý quê cá đó, à, tức là đã được viễn ly sanh ly một cách hoàn toàn rồi, cắt đứt rồi, cái nhiên liệu tái sanh nó không còn. Bởi vì các ngài đã buông bỏ các nhân tố đi dẫn tới tái sanh, cắt đứt cái mọi cái sự, mọi cái sự trói buộc mà dẫn đến hiện hữu, mà cắt đứt mọi cái sự hiện hữu như vậy, thì đó chính là cắt đứt mọi cái dòng sanh tử luân hồi đau khổ mà khi nãy đã nói đó. Tức là khi hữu không còn thì sanh già, đau chết, sầu bi khổ não không còn. Tức là không còn ham muốn tái sinh nữa, ở trong cảnh giới luân hồi này nữa. Quả thật thì khi cái sự tu tập á, cũng như cái chữ phiết hút, phiệt bị tỳ kheo đó, nó cũng nghe là người tầm cầu. Người tầm cầu cái gì? Người sợ hãi với cái luân hồi, cái sự tái sinh, họ chuyên thực hành để viễn ly sanh y. Hay dữ quý vị. Cho nên Đức Phật ngài ví dụ, nếu như cái đèn dầu mà tim nó không có đó, thì nó không thể cháy được. Nó duyên có dầu, có duyên có cái tim, cho nên ngọn đèn đó cháy. Mà nếu như mà cứ rót dầu hoài thì đó là khát ái, thì nó cháy mãi. Nhưng bây giờ cái tim nó không còn dầu, nó cũng hết. Chính là chúng ta thấy mọi cái kiết sử, mọi cái đau khổ mà nhân duyên đi dẫn đến tái sanh, các ngài không còn nữa. Dầu không còn, tim nó cũng rụng luôn. Cho nên nhiều khi á, đối với chúng ta tu tập á, nói như chúng ta chỉ viễn ly thôi, viễn ly một chút xíu thôi, chúng ta tránh xa một chút xíu. Một chút xíu là thân viễn ly, hay hoặc là thân chúng ta viễn ly một chút xíu thôi, chúng ta tự chúng ta cho là hay, ở đây rất là khó. Cho nên những con người còn tham cầu, những con người còn mong muốn, những con người còn nhiều cái hước muốn nhiều quá, thì chính cái đó làm nhân làm duyên, nó dẫn đến cho cái sự đau khổ. Và chính tạo tác năm quẩn này, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn này, thức quẩn này, từ có cái sự hiện hữu của năm quẩn hay là bốn quẩn hay là nhất quẩn hay là tứ danh quẩn vân vân, thì cũng là còn cái sự hiện hữu mà do cái nghiệp nó làm nhân làm duyên để đưa chúng ta đến các cảnh giới đó. Có thể nói cái sự đoạn đầu khổ sinh, cái sự chấm dứt sanh y này nó không có bình thường. Cho nên chúng ta là một con người khác hơn Phật, khác hơn chư hiền thánh tăng, cũng như là cái hành trạng, cái tâm tư của mình đối diện cũng khác nữa, chứ không nói chi đối với các ngài. Ác ma mà có sự so sánh như vậy thì quá là khủng khiếp. Tức là một sự so sánh nó rất là thiếu cái đồng đẳng. Như nãy chúng ta thấy như cái chỗ nói rằng chỉ đúc phá gô đó, chỉ cho người cùng khổ. Tức là sao? Thì tôi đẳng để thích nghĩa đó, chủ nghĩa là sau một ngày dài chúng ta vất vả, chúng ta mệt mỏi, thì chúng ta phải ăn ngủ để chúng ta mới khỏe được. Có
Còn không thì chúng ta ngủ thì chúng ta lăn ra, chúng ta ngủ như chết, là mệt mỏi quá rồi. Nhưng đối với các bậc thánh thì có ngày tỉnh thức. Và trong cuộc đời này, mãi mê là chính những chúng sinh phàm phu. Cho nên mãi mê cái gì? Khi mắt bánh lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi thân, xúc chạm lưỡi nếm vị, là chúng ta phải vừa lòng với cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân, xúc chạm. Mà cảm giác lạc thì chúng ta mới chấp nhận. Còn cảm giác đắng, cảm giác mà nó bực bội, nó khó chịu, nó không vừa lòng chúng ta. Bởi vì chúng ta luôn luôn kiếp con người sống, nếu không có sự tu tập thì chúng ta nô lệ và phục vụ cho tham ái. Tham ái nó dẫn dắt chúng ta, nó dẫn dắt mà chúng ta sống theo một cái gì chúng ta gọi là theo cái bản năng, hay là thật ra bản năng đó chính là nó dẫn dắt do cái phiền não nó dẫn đi. Chúng ta muốn ăn thật ngon, chúng ta muốn ngủ thật là sâu, rồi chúng ta muốn đụng thật là cái cảm giác nó thật là nhẹ nhàng, nó im ấm, vân vân, thì toàn bộ những cái điều đó là nó đều chứa tạo những cái gì, những cái điều mà do ái làm nhân, ái làm duyên. Một cái có những cái ái nên nó thô, nhưng những cái ái nó vi tế, nó nhẹ nhàng, thì dầu cho là cái ái vi tế nhẹ nhàng hay là cái tham ái nó thô, nó xấu đi, tất cả cũng là nhân sinh tử đau khổ, nhân bắt cầu cho cái tương lai để có mặt cái này, để có mặt cái kia. Quả thật trong cuộc đời này ít ai biết dừng lại, biết dừng lại cái lòng tham của mình, hay dừng lại cái sanh y của mình. Nếu như chúng ta dừng lại cái sanh y thì thời, hay là dừng lại cái lòng ước tham muốn của mình, cái lòng tham chúng ta nó vô đáy. Tại sao nó vô đáy? Tại nó không có điểm dừng. Cái tham của chúng ta không có điểm dừng, cho nên chúng ta mới sinh tử đau khổ. Sự thật ra mà nói, nghe cả quý vị về quý vị bệnh hay là già cả lớn tuổi quá, rồi bây giờ sống nó không có được thoải mái, nó đau, nó nhức. Nói rằng không sợ chết, nhưng sự thật chúng ta sợ chết. Chúng ta sợ chết. Vì chúng ta sợ, tại sao chúng ta sợ chết? Bởi vì chúng ta luôn luôn ái làm nhân, ái làm duyên với cuộc sống này mà. Bây giờ hỏi mấy cái người lớn tuổi luôn luôn cho rằng tôi không có sợ chết đâu. Bây giờ chết cho nó khỏe. Chứ sự thiệt ra cái chết đưa tới họ, cái họ vừa đau đau nhức nhức một cái là phải chở đi bác sĩ liền, phải chở đi, phải tìm thuốc uống vô liền. Thì tại sao như vậy? Họ già, họ bệnh, họ buồn. Ở trong một cái trại dưỡng lão, hay ở trong một cái mà chúng ta gọi cái sinh thái nào đó, nơi đó họ sống với cái vui thú điềm nhiên của cái tuổi già đó, nhưng thì họ luôn luôn cũng sợ chết. Và chính vì cái sợ chết đó cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này dạy là hay. Chính là cái nguồn gốc đó, chính là nguồn gốc của đau khổ. Ngày nào mà chúng sinh còn bị ái tham chi phối thì ngày đó còn mong cầu, còn hy cầu, còn mong cầu, còn hy cầu, thì chúng ta không bao giờ được thông dong, được nhẹ nhàng cả. Chúng ta phải luôn luôn học được cái tánh viễn ly. Xây nó viễn ly. Nếu chúng ta chưa viễn ly thì chúng ta phải thật sự hiểu biết được, thật sự nhàm chán được. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhàm chán cái gì? Cái xác thân này. Rồi đây chúng ta thấy nó phải bị cái bệnh, nó phải bị cái già, cái bệnh. Mà cái khốn khổ của cái bệnh, cái già, hễ cái bệnh đó thì nó đau nhức, mệt mỏi, chán chường. Khi biết, khi hiểu như vậy thì tâm tư của chúng ta, hay là biết ăn ngon, biết ngủ yên, không phải không? Tất cả
chúng ta còn hy cầu, còn mong cầu là sẽ đau khổ, bởi vì ái lập nhân, ái lập duyên. Dẫn dắt tới cái gì? Giới để cho chúng ta hiện hữu. Cũng như cái chết, như chúng ta học vừa hẩm đó, học cái cận tử, và cái tử đó nó chỉ là một cái sát na, nó thay đổi thôi. Nhưng chúng ta rất lo sợ, chúng ta không biết chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ về đâu, chúng ta sẽ ra sao, chúng ta sẽ như thế nào. Thì dầu cho nó có như thế nào, bởi vì Đức Phật Ngài dạy rất là tuyệt vời, dạy chúng ta phải biết, luôn luôn biết tỉnh thức, có đi đứng nằm ngồi, biết tỉnh giác. Mà trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, chúng ta thấy dạy hay, khi cầm bát, biết mình cầm bát, cầm y biết cầm y, bước chân vào làng, biết mình bước chân vào làng, nhẹ nhàng, khoan thai, và vì ấy theo dõi chánh niệm một cách liên tục như vậy. Thì kính thưa quý vị, để làm gì? Để cho khát ái, để không cho bị cái phiền não, nhất là tham, nó không có ngự trị. Thì nuôi dưỡng cái tâm chánh niệm, nó dài, nó bền và nó vững chắc. Để cho cái gì? Để cho cái tỉnh giác, và cũng là cái tỉnh giác nó kèm theo. Thì ngay khi đó mới thấy được cái gì? Mới thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của kiếp sống này, hay của tâm thức này, nó nhanh chóng, nó đổi thay. Và bởi vì chứ không phải chúng ta vô, chúng ta nói chúng ta nó tu thiền để chúng ta nhìn thấy cái sanh cái diệt, không dễ dàng nhìn thấy cái sanh cái diệt, mà phải một thời gian dài của chánh niệm, mà nó không có bị gián đoạn kìa. Chứ còn thí dụ như tâm tu chúng ta ngồi, khi chúng ta có thể có lúc chúng ta chánh niệm, mà có lúc chúng ta phóng vật, của chúng ta nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, thì nó không có, có phải là một cái tâm tham nó thu. Như ví dụ bây giờ, như chẳng hạn chúng ta thấy cảm giác rằng mình đang ngồi mà có cảm giác lạc khởi sanh lên thôi, nếu chúng ta không quay về với chánh niệm một chút xíu là chúng ta biết là thất niệm hay là phóng vật, nó xen kẽ liền. Mà khi nó xen kẽ như vậy thì chính là cái gì? Tâm của chúng ta không có còn ở cái đề mục nữa. Cho nên người đệ tử cần phải có một sự tu tập. Tu tập bằng cách gì, kính thưa quý vị? Đó chính là nếu như chúng ta phải thấy được rõ ràng, chúng ta sợ luân hồi, chúng ta phải sợ cái sự sanh tử, sợ cái sự trầm luân, thì chúng ta mới được cái an lành. Ở trong cuộc đời này, không ai có thể chỉ cho ai, cũng ai có thể mà tỉnh thức giùm ai, mà cũng không ai có thể mà khai lên, hay hoặc chúng ta nói cứ như truyền trao cho chúng ta cái giác ngộ, hay là truyền trao cho chúng ta cái đau khổ, mà tự chúng ta tạo ra cái đau khổ, rồi cũng chính tự chúng ta tạo cho chúng ta để thoát cái khổ đó. Đúng hay không thì do tự chúng ta thôi. Những cái nguồn cơn, những cái điều, những cái niềm đau, nỗi khổ, những cái vui, cái buồn, chính tự tâm mình. Chứ sự thật ra, bởi vì đối với các bậc thánh thì nhờ các ngài viễn ly sanh y, nhờ các ngài như vậy các ngài không bị dính mắc, tức là đã buông bỏ để diệt trừ tất cả. Còn cái tâm mình nó cái tâm tham của mình nó cứ chồng, nó cứ chất, mà ngày nào mà còn chồng chất, ngày nào mà còn quá nhiều cái sự ước cầu, thì chúng ta biết là phiền não của chúng ta còn quá nhiều. Cho tới giờ phút trước khi chết mà cũng vẫn mà chúng ta biết vẫn ôm ấp, vẫn cầm nắm giữ, để rồi chết rồi phải sanh thành chó, con heo, con gà, vân vân, để giữ gìn hay để bảo vệ cái tài sản đó, hay là cái vật mà chúng ta quý, chúng ta mến đó, hay sanh thành Atula, vân vân. Thì nó cũng chính tự do mình khởi sanh lên cái tham cầu quá nhiều. Cho nên vì vậy, cái sự tu tập, cái sự đoạn trừ, cái sự dừng lại là cần thiết. Nếu như chúng ta hiểu, đó chính là ta chưa có tỉnh một cách hoàn toàn, như là cái sự tỉnh thức một cách hoàn toàn, như Đức Phật hay chư hiền thánh tăng. Nhưng chúng ta cũng biết dừng lại trong cái gì? Trong cái tham ác, trong cái sân ác, trong cái tà kiến ác. Chúng ta biết dừng lại, chúng ta không có sát sanh,
bớt sát sanh, tức là thập ác chúng ta dừng lại một chút xíu, thì chúng ta sẽ được an lạc và chúng ta sẽ tạo được các cái công đức lành. Thì chúng ta chưa được một cách trọn vẹn, đó cũng là còn cái còn một chút gì đó, gọi là chúng ta chưa có tỉnh thức hoàn toàn, nhưng chúng ta cũng đã mở mắt ra, cũng đã nhìn thấy ánh sáng. Chứ đừng có con mắt cứ nhắm mãi thì đau khổ trong cuộc đời này là như vậy. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, đây là cái thể tài rất là hay, rất là đặc biệt. Dạ, chúng con có đôi điều xin trình bày như vậy. Kính mong cho Tôn Đức Tăng quý ngài sẽ giải thích, sẽ mở rộng hơn nữa trong cái bài giảng hôm nay. Và kính thưa toàn thể chư vị, chúng tôi xin chấm dứt tại nơi đây. Kính dâng phần phước lành đến Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là vị chư thần chư thiên tại chùa Nguyên Thủ Đức, mong tất cả được an lành, được tấn hóa, cũng như tất cả chúng sinh tại nơi đây. Và kính dâng phước lành đến chư tăng, mong tất cả được an lành, được tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy Gia, và cung kính cung tịnh và thượng nhất đẳng. Sở hữu kinh kinh thưa tập tự quyền với pháp thoại hôm nay. Bên chi tổng đức là thưa quý tự hữu, tiếp theo là phần thảo luận của chư tăng. Trước hết xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa đang ở trước máy, kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có ở trước máy. Dạ, ở xa tú. Thượng tọa pháp đăng, ở trong sớ dạy có nói rằng khi Phật không có tầm cầu sanh y, và sanh y thì có phiền não sanh y, có ngũ uẩn sanh y, có hạnh sanh y. Khi mà chúng ta nói đi tầm cầu cái sự hiện hữu của ngũ uẩn, hay là tầm cầu cái hành động đạo tác này kia thì dễ hiểu. Nhưng mà khi mình nói là mình tìm tầm cầu cái sanh y là ngũ uẩn, là phiền não á, thì có người thắc mắc là phiền não có cái gì đâu mà mình ai muốn phiền não đâu. Nhưng mà trên thực tế chúng ta có đi tầm cầu phiền não, chúng ta có tìm cách để phiền não hiện khởi không? Xin kính thỉnh thì tòa pháp đăng hoan hỷ giảng dạy điểm này. Dạ. Khi nó tầm sanh y, bị tầm cầu những sanh y thì mình cứ nghĩ rằng ở trong cuộc đời này lúc nào mắt mình còn thích cảnh sắc, dù sắc thô sắc tế cho đến các cái đề mục sắc trong thiền, đề mục thiền như là xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng như không, hay là dù mình không có thích những cái sắc đó nhưng mà tâm mình vẫn ưa thích những cái thiền không vô biên xứ, lấy không làm vô cùng tận, hay là thức vô biên xứ lấy thức vì nghĩ rằng thư không, hoặc là vô sở hữu, hoặc là phi vi tịnh xứ. Dù là có cái hình tướng hay là không có hình tướng, dù là cái cảnh nó thô hay là cảnh sắc đẹp tế như là những cái cảnh thiền, trong đó đó thì mà hãy mà thọ mà duyên cho ái á, thì tất nhiên là phải có thủ rồi. Còn thọ mà duyên cho tỉnh tính á, là người đang tu tập. Thọ mà duyên cho tỉnh tính là các người thành tựu, thành tựu tính niệm tàm quý, do Đức Phật được thuyết giảng về con đường dẫn đến sanh tử luân hồi mà các vị đã liệu tri rồi. Các vị đã liễu tri với lời dạy của Đức Phật nên tính tấn niệm định tuệ, hay là mình gọi là từ thọ nó duyên cho tính niệm tham quý vô tham như sân hành xã, nói là 19 sở hữu tình hảo đó. Như vậy rõ ràng là những cái tình hảo là ở góc độ là tình hảo ở trong các cái sự tốt đẹp hoàn hảo của các vị thánh toàn giác hay độc giác hay tinh văn giác, hay là những vị thánh mà còn luân hồi chút ít, như là những vị thánh sanh về năm tịnh cư thiên, hay là những vị thánh sanh về cõi sắc giới, hay là cõi dục giới, mà như là Bà Quy Sơ Kham Cấp Cô Độc, hay là Nàng Sủ Ma Na Đê Quy, hay là con trai cũng Cấp Cô Độc, như là cậu công tử Ca Lá như vậy.
nhìn vào những vị đó mình gọi là bị thánh hữu học đó, thì vị này còn còn phải đoạn trường những cái ưa thích, dù là chút ít nhưng phải cũng chưa có làm xong công việc, gọi là thánh hữu học. Nhưng khi vị thánh vô học đó, vị đó thấy được cái phiền não, rũ bỏ phiền não rồi thì không còn phiền não nên không có sanh đi, không mình làm sắc như là sắc mạng quyền để duy trì danh mạng quyền, như là sở hữu mạng quyền để duy trì cái danh mạng quyền là tâm và tâm sở. Như vậy không còn cái sự duy trì nên các ngài đã không còn luân hồi nữa, không còn sanh y, không còn cái sự ái lý. Còn đối với mình thì thật sự mình thấy được mắt là cái lúc nào mình còn ưa thích đó. Ví dụ mình ưa thích một cái cảnh hữu tình đi, thậm chí có nhiều người họ thấy cái bậc này bậc kia họ ưa thích học cũng tái sanh. Ví dụ chúng ta thấy cái vị tỳ khưu ưa thích cái bộ y, nghĩ rằng cái bộ y này chưa có đặt lên người lần nào, lúc chết cũng sanh làm con rệp, ví dụ vậy. Hay là các vị trưởng giả bị sanh vào những cái như là cha của cung tử xuất phá thời giá Suretto sanh thành làm con chó Mimi, ví dụ như vậy. Thì những cái việc đó đều là do cái tâm của người đó ái liếm. Nên chúng ta thấy những cái lời ngã quỷ đó, nó ái liếm cái những cái của cải, những cái gì đó nó sanh làm ngã quỷ và nó ở đó rất lâu, rất lâu. Như vậy thì cho đến khi nào cái tâm của nó đó hết cái ái luyến đó. Ví dụ mình nghe một cái câu chuyện mà mình nghĩ đây là một câu chuyện thôi, không có biết cái thật hay không thật, nhưng mà chúng ta hãy nghe cái câu chuyện. Nói về cái câu chuyện của Quang Vũ đó. Quang Vũ mà khi mà chết đó, người ta lập cái miễu. Và cái miễu của Quang Vũ đó thì mỗi người đi qua đó mà không có vô cúng tế đó thì đều bị sụp chân ngựa hết, đi ngang đó đó, ngựa đều sụp bị giống như ngựa bị dặn chân vậy đó. Nhưng mà lúc bây giờ có một vị trạng nguyên đó đó, đi ngang cái miễu đó cũng bị cái hiện tượng đó, thì ông mới chỉ vào cái miễu của Quang Vũ đó, nói rằng lúc còn sống ông chê, ông nói rằng ba dãy gian nam chê còn hẹp, nay đòi cúng tế có nghĩa lý gì? Cũng nghĩa là cúng tế xôi gà, hoặc là mình thường hay là những người hay đòi cúng tế tam sơn, nghĩa là mấy miếng thịt với cái hộp dịch với tôm luộc cái tam sơn. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi họ chết họ dính mắc vào đó, họ dính mắc vào đó, nên bình thường cái gì cái miễu đi ngang người ta phải cúng dơ dái. Nhưng mà bình thường những người đó có thể là những người giống như Quang Vũ vậy đó, lúc xin tiền đó thì chê rằng ba dĩ gian nam, nó có nghĩa là chúng ta ngô ngụy thục đó còn chưa có đủ sức giọng dễ dùng đó, bây giờ chết rồi đòi cũng tam sơn thì cũng hoa quả hay cũng xôi chè thì cái nợ thật là vô lý. Thì quý vị nghe đến cái câu chuyện đó thì nghe nói rằng khi nói như vậy thì cái miễu Quang Vũ không còn linh nữa quý vị. Giống như bây giờ ông biết được cái chuyện mà người ta nói mình lúc mình sống mình kiêu ngạo, bây giờ chết rồi đòi cúng xôi chè tam sơn thì cái nọ. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng chúng ta thấy những cái loài phi nhân đó, những cái loài phi nhân đó, thì những cái loài ngã quỷ nó giống như những cái chó đói vậy đó, quăng cục xương thì nó mừng, nhưng mà nó liếm được miếng của nó thôi, chứ cái cục xương khô không có cái gì ở trong, không có chút xíu xương khô, nó không có chút tủy hay chút thịt mỡ gì dính hết, mà chỉ là xương khô thôi, nhưng mà nó liếm nó cũng mừng. Quý vị có thấy là lúc đầu quý vị thấy con chó đó quăng cục xương khô, không có gì trong cục xương khô đó, mà như liếm nó cũng giống như vui, giống như ngã quỷ mà cúng thì nó vui vui vậy thôi, chứ thật sự cũng chẳng ăn được cái gì từ cái vật người ta cúng, nhưng mà nó muốn ta cúng vậy thôi. Hay là quý vị thấy những vị hương thần đó, những vị ganh thấp bá đó, ở trong bốn cái binh chủng của tứ đại thiên vương, có lời cu bằng trà khẩn là la, rồi cái ganh thấp bá là hương thần đó. Những cái vị đó do họ ưa thích những cái mùi hương, họ chết sanh làm những cây có mùi hương, như là chúng ta thấy cái gỗ trọc hương hay những cái dáng hương, hay là những cái bình đàn này cái nọ đó có mùi thơm như vậy. Và khi mà thơm như vậy đó thì những vị thọ thần nó nương gác vào đó, nương gác vào cái cây đó. Mà trong kinh mô tả là cái cây đó đem về cưa, cái cây đó là đem về làm bộ dáng, thì cái vị ganh thấp bá hương thần nó cũng bị đi theo. Và sau này ví dụ mình chẻ củi rồi đem vô nhà bếp cũng đi theo, rồi mình đốt thành tro đó,
cái thang nó cháy thành tro đó, cây nó cháy thành tro thì cái vị hương thần cũng gáp cũng trong cái tro đó. Chính vì điểm đó, nên chúng ta thấy những cái sanh y đó nó không có ngoài cái tâm của chúng ta. Bởi vì cái tâm chúng ta biết cảnh, và cái tâm đó và cái sở hữu tầm mà trong trong kinh nói rằng một cái người mà hay tầm cầu đó chính là tử thần bữa bữa cầm câu múc người. Có nghĩa là mình tầm cầu, mình đi tìm cái này, tìm cái kia, tìm cái nọ, mình tìm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, quá khứ, hiện tại, vị lai gì đó. Mình đi hay đi tìm cầu những cái đó. Chính là tử thần á, bữa bữa cầm câu móc người. Có nghĩa là móc kéo mình vào cái luân hồi sanh tử. Chính vì cái tầm á, cái sở hữu tầm á, thì chúng ta thấy Đức Phật là chia có ba loại tà tầm, đó là dục tầm, hận tầm và hại tầm. Còn ba cái loại chánh tầm là ly dục tầm, vô hận tầm và bất hại tầm. Nhưng mà trừ khi nào chúng ta biết tu hành, chúng ta thấy những cái dục tầm đó, kiếp luân hồi nào chúng ta cũng tầm cầu những cái dục lạc. Nhưng mà là những dục lạc đó giống như cái túi không đáy vậy đó, nó có vị ngọt nhưng nguy hiểm. Ví dụ chúng ta đi tìm cầu tài sản thì chúng ta đi tìm cầu tài sản để có, để hưởng thụ, như là ăn uống ngủ nghỉ, tắm rửa giặt giũ, rồi áo quần dần chân dọn đeo mang trên người, vòng lắc đeo ông tai này là cái nhỏ vàng như đồng vòng vậy đó. Thì chúng ta đi làm ngày làm đêm, chúng ta bị mũi mồng rít, rồi bị mưa gió bão lụt, bị sấm chớp động đất, rồi tuyết lở thì cái nọ, chúng ta người đi trên đường họ bị những cái hiểm họa hết, vì xe tông, hoặc là người ta tông mình, hoặc là mình ta gây tai nạn ở giữa đường không đi được, hoặc là tuyết lở, hoặc là đất lở, hoặc là nước tràn xuống không đi được thì cái nọ. Biết bao nhiêu cái sự khổ đó, nhưng mà những cái sự khổ đó do chúng ta đi tầm cầu những cái tài sản thôi. Chúng ta muốn hưởng thụ cái tài sản là chúng ta đi làm những cái nghề nghiệp. Thì chính nó trong bài kinh đột đại khổ quận cũng nói, chúng ta đi làm như vậy chúng ta đổ máu, bị thương tích rồi bị mất mạng. Chúng ta ở đâu thì chúng ta bị thương tích ở đó, bị tai nạn ở đó, và chúng ta bị mất mạng ở đó. Bởi vì cái thân nghĩ ra, nên chúng ta thấy những cái thông báo mà tai nạn lao động đó, một ngày một năm chết biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chục ngàn người, thì chứng bao nhiêu chục ngàn người đó họ đi làm nghề nghiệp này kia nọ rồi họ bị chết trên cái đường đi học, còn họ đi làm nghề nghiệp và những cái ngày mà họ đi làm đó thì có trăm ngàn ngày được thành công, nhưng mà chỉ cần có một lần thất bại thôi là họ bỏ mạng rồi, hoặc họ bị tật nguyền. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái dục đó, nó có vị ngọt của dục. Và chúng ta đi tầm cầu vị ngọt đó, chúng ta gặp nguy hiểm. Rồi chúng ta có cái sắc đẹp cũng vậy đó. Ví dụ chúng ta thấy một người có người vợ đẹp đi, họ phải lo lắng áo quần son phấn, rồi nhà cửa vàng bạc châu báu gì cho cái người vợ đẹp đó. Nên họ phải đi làm cái nghề nghiệp này kia nọ, hoặc là chân chánh hoặc là bất chánh, để họ có tiền đó, họ lo cho người vợ đẹp của họ. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái sắc nó cũng có vị ngọt, nhưng mà nó cũng có nguy hiểm. Lúc mà trẻ thì đam mê, lúc già thì bệnh. Như vậy chính trong cái có mặt của chúng ta đó, từ cái sanh rồi có cái biến đổi của sanh, rồi già có biến đổi của già, bệnh biến đổi của bệnh là chết. Và cứ như vậy hoài, chúng ta đâu có thoát khỏi đâu quý vị. Bởi vì cái tầm cầu không phải là gì hết, chúng ta cứ thấy đi, những cái quán rượu thì biết bao nhiêu người ra quán rượu, quán bar, rồi bia ôm, rồi những cái nhạc hội đó, có gì thấy một ngày họ biết họ vô trong đó biết bao nhiêu người. Thì chính những người đó, những cái quán bia rượu đâu có ai bắt mình đâu, tự mình đến đó thôi. Mình tầm cầu, mình ưa thích, mình đi tìm kiếm và mình đi hưởng thụ cái đó thôi. Thì chúng ta cứ nhìn vào những quán cà phê, vũ trường, những cái quán bà, những chỗ quán nhảy rồi đó, những cái điểm sùm ở karaoke đó, mình thấy biết bao nhiêu người họ đâu có ai bắt họ, nhưng mà họ đi tầm cầu cái đó, họ ưa thích cái đó, họ đi đến đó. Như vậy chúng ta cứ nhìn vào trong thế gian này đó, thì có mấy người sống mà biết thu thúc những chỗ đó, nó mang lại cái gì an lạc cho họ, nhưng mà họ vẫn ưa thích. Thậm chí bây giờ quý vị thấy dịch Covid mà không đi đến đó, họ bị khó chịu, họ bị bức xúc, họ đủ cái chuyện này kia nọ. Nhưng mà những cái chuyện đó đối với họ là những cái giải trí. Nhưng mà đối với Phật Pháp là những cái sự tầm cầu, chúng ta đi tới đó, chúng ta tìm kiếm cái đó và chúng ta hưởng thụ cái đó. Và biết bao nhiêu cái hiệu quả đang chờ đón chúng ta. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho Thượng Tọa. Nếu có gì nói thêm thì xin Thượng Tọa.
cơ, quý Phật tử có còn nghe được thì tôi đang nói không? Xin thỉnh thì tôi đang hoan hỷ trở lại ở trong lớp học, không còn nghe được nữa thưa tôi. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa pháp đang có nghe được không? Dạ, xin hỏi thì tòa pháp đang có nghe được không? Dạ, có lẽ thì tòa pháp đang bị gián đoạn đường truyền rồi. Thượng tọa Tây Quyền ấy, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tây Quyền có ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho một câu thảo luận. Dạ, sáng nay ở chùa có đám cuộc siêu. Sớm thành ra lát chút xíu nữa có bị gián đoạn và cô Dư Pháp không có mặt được thì quý ngài cũng biết là tại vì đang có bận một chút. Bây giờ xin được thỉnh thượng tọa Tây Quyền quan hỷ giải thích là có nhiều Phật tử nghĩ rằng đã là Đức Phật rồi, ngài đã đạt đến cảnh giới cao vậy rồi thì ngài không cần phải ăn uống, tại sao ngài phải đi khất thực? Ngài không cần phải ngủ nghỉ, tại sao mà ngài có những lúc ngài lại trải y tăng giả lê rồi nằm xuống trên y tăng giả lê chẳng hạn? Thì thưa tôi Tây Nguyên có nghĩ giải thích một chút về hữu duyên niết bàn, cái tính thưa tôi. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sanh Khai, đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, cảm ơn trường đạo cô Nguyên Xu. Dạ, cũng cảm ơn hòa thượng. Dạ, kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng chúng ta nhớ Đức Phật là bằng xương bằng thịt, chứ không phải Đức Phật là một thần thánh ở phương nào mà hiện về. Chúng ta nhớ rõ như vậy nha. Mà bằng xương bằng thịt thì cái sắc pháp này nó được nuôi tạo bởi cấp linh karu aharo, tức là đó chính là đoàn thực, cơm nước bánh cái, tức là cái dưỡng tố của sắc pháp nó phải có mặt, chúng ta phải nhớ như vậy. Và chính nó thành thật luôn, Đức Phật ngài cũng đi đại tiện tiểu tiện như chính chúng ta thôi, đó là cái sự thật. Và ngài cũng ăn uống như chúng ta, nhưng trong cái ngủ nghỉ như nãy trong bài đã nói đó, cái ngủ nghỉ của Phật thì nó khác với ngủ nghỉ của chúng ta. Ngủ nghỉ của chúng ta là do chúng ta mệt mỏi, do chúng ta khát uống, đói ăn, trong cái đói mà đói cái rã ruột luôn, thì cái tinh thần của Đức Phật và chư hiền thánh thì nó không phải như thế. Các ngài cầm một cái sắc thân này, đó chính là hữu dư niết bàn này, nó còn hiện hữu. Chứ không phải là đừng có cho rằng thí dụ như Đức Phật như vậy rồi thì ngài không cần ăn uống gì hết trơn, bây giờ ngài chỉ hưởng cái thiền lạc rồi xong là ngài sống. Nếu như không có cái cảm thọ của, xin lỗi, nếu như không có được cái sự cấp dưỡng của yếu tố của sắc pháp nữa đó, thì các ngài có hưởng bằng tâm thiền lạc thì nó vẫn khỏe, vẫn nuôi sống được. Nhưng điều mà cái điều đó là cái điều mà nó có cái gì biệt rồi, nó có một cái điều kiện rồi. Còn ở đây cái sự sinh hoạt, Đức Phật ngài vẫn mặc y, vẫn coi như là đắp tăng già lê, rồi ngài vẫn sinh hoạt, bước đi sống và sinh hoạt nói năng tứ quay nghi như con người đi đứng nằm ngồi như con người. Nhưng cái khác của Đức Phật, tức là trong sự đi, trong đứng, sự nằm, sự ngồi của ngài, nó tỉnh thức, nó không phải là một cái sự mệt quá, mỏi quá là phải ngồi xuống, rồi đau nhức quá vân vân, hay hoặc là khổ sầu quá như con người phàm phu của chúng ta, không phải vậy. Cũng như đã nói thì ngày cũng vẫn lúc khát nước, cái đi đến gặp một cái dòng suối nó đục quá đó, ngã đang múc lên. Nhưng điều mà cái phước của Phật thì nước nó phải trong thôi. Và cũng như Đức Phật ngày không giờ mà có cái sự đối khác, có một cái
có cái sự thiếu thốn, chúng ta tạm gọi như một sự thiếu thốn, bởi cái phước của ngài nó viên mãn mà. Thì thí dụ như là con người không đặt bát để bát cho ngài thì chư thiên chư thần người ta làm ngay, nhưng bằng một con mắt mà phạm phu của chúng ta không có thể thấy được, không thể hiểu được. Đây là một điều mà đặc biệt hơn đó. Thì những điều ngài vẫn cái sự sinh hoạt ngài nhịp nhàng theo cái yếu tố của sắc pháp, yếu tố của vật chất, thế ngài không đi ngược lại, chúng ta nhớ như vậy. Và rồi thì cũng như thế, yếu tố của sắc pháp nó cũng đến lúc nó tàn tạ, đến một lúc nó phải kết thúc, nó già nó cỗi. Thì cho nên Đức Phật ngài nói với này A Nan, trong bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, này A Nan, Như Lai, thân Như Lai cũng như một chiếc xe cũ kỹ, rồi sẽ có ngày kết thúc. Như Lai thuận theo lẽ vô thường, nó lại như thế. Mặc dù Như Lai có thể được tứ thần túc, có thể sống muôn năm ức kiếp, nhưng tùy theo cái lẽ vô thường, theo cái lý của vô thường, theo cái sự của vô thường mà Như Lai đã làm như thế. Cho nên có thể nói rằng là tinh thần của Đức Phật ấy, một cái chuyện sinh hoạt ấy, bởi vì chúng ta, như chúng ta đã nói đó, ngài là một con người bằng xương bằng thịt, sống với cái thế giới con người, nói những cái chuyện liên quan đến kiếp người, đến cái sự sinh hoạt, đến cái những gì xung quanh ta, hơi thở đây, cây cối, mặt đất, núi rừng, vật dụng tiện nghi, nhà cửa, cây cối, thức ăn, y phục, thuốc men, vân vân, tất cả những thứ đó đều Đức Phật ngài đưa vào những cái lời giảng, nó mang tính sinh động và tạo cho ta thấy một cái gần kề. Và những cái lời giảng của ngài mượn cảnh, mượn sự, mượn lý đó để mà đưa vào một cái lý tu tập rất là đặc biệt. Đi đến một cái nơi làm gốm thì Đức Phật ngài nói đến cái bài kinh lò gốm. Đi đến cái chỗ người ta làm ruộng, ngài nói cách làm ruộng của ngài. Rồi gặp cái người chăn bò, hay gặp là cái khu rừng, thì ngài lấy cái hình ảnh của khu rừng sẽ nói về cái bài kinh khu rừng, vân vân. Thì từ cái hình ảnh, từ những cái gì xung quanh ta mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đều được Đức Phật ngài đưa vào cái lời giảng. Cho đây là cái điểm rất là son, chứ không phải ví dụ một cái chuyện gì ở cái xứ xa xôi kia, ở cái cõi trời nọ, ngài chỉ dẫn dụng chỉ hoàn toàn ở cõi trời, hay hoàn toàn ở một cái nơi nào đó mà chúng ta chưa thấy, chưa nghe. Chúng tôi đang nói là những các thầy tỳ kheo đương thời đó, những cái xứ nào đó mà các thầy tỳ kheo này không đặt chân đến, ngài có nói, mà ngài nói những gì liên quan tới cái sự sinh hoạt, tới cái mắt thấy tai nghe mỗi người lưỡi nếm của chúng ta, như thế ngài đưa vào cái lời giảng của ngài. Thì ở đây cái sự uống, cái sự ngủ, cái sự nghỉ ngơi của Đức Phật nó khác chúng ta sự nhắc lại và được sự tỉnh thức một cách hoàn toàn. Đây chính là cái ý nghĩ của con là như vậy. Tiếp theo con kính cung thỉnh thượng tọa, hòa thượng quay trở lại nếu có đi cả bước chút, tôi kính cung thỉnh ngài. Sa thủ kính trưng sư tòa tùy quyền với cô thảo luận vừa rồi. Bạch Chi Tổng Đức, tại vì ở chùa sắp có cái lễ cầu siêu đó, do đó bây giờ thì xin được trong lúc chờ đợi thì xin được tiếp lời của chư tăng. Nhưng mà nếu khi nào mà khóa lễ bắt đầu thì xin kính thỉnh quý ngài giúp cho phần còn lại. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học một bài kinh mà ở trong bài kinh này, một lần nữa Đức Phật ngài dạy về hai cái thế giới. Một thế giới là
sống với cái bản chất tự nhiên, và một thế giới là đi tầm cầu sanh y. Thế giới mà chúng ta đang sống đó, cho dù nói hình thức nào thì nó cũng là một thế giới đi tìm cái sở y hay là sanh y. Điều này có nghĩa là chúng ta luôn luôn sống với một cái dự phóng ở trong tương lai là mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia. Ví dụ như là tuần tới mình sẽ làm việc này, rồi mình sẽ mặc bộ quần áo này, mình sẽ nói lời này, mình sẽ làm việc này, và mình có bao nhiêu tiền đó. Không phải chỉ đời này mà đời sau mình cũng như vậy. Và chúng ta luôn luôn sống ở trong cái thế giới đi tìm cái sở y, cái sanh y đó, gọi là upati. Mình có một cái hình ảnh kiểu mẫu đưa ra, tôi sẽ là như vậy, tôi sẽ có như vậy. Do sống với điều này, chúng ta rất là khó hiểu, rất là khó nhận thức về cái đời sống của chư Phật và các vị thánh khi mà các ngài không còn sanh y nữa. Dạ, không còn sanh y nữa. Tức là các ngài có thể sống với hiện tại. Thí dụ như tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà ngồi cách Đức Phật không xa, thì trong lúc Thế Tôn im lặng, thì tôn giả cũng không có đi tìm suy nghĩ về này, suy nghĩ về kia, mà lúc đó tôn giả ăn trú vào hơi thở vô, hơi thở ra, và Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh tôn giả Xá Lợi Phất để lưu ý cho chư tăng. Người Trung Hoa có một câu nói mà thật ra người ta hay dùng để triết lý, nhưng mà ít có người nào mà hiểu được tường tận cái câu đó hơn là những người tu thiền. Cái câu nói đó gọi là bình thường tâm thị đạo. Cái bình thường tâm thị đạo ở đây không phải là một cuộc sống bình thường, mà đó là tâm sống với hiện tại. Hiện tại đó là gì? Hiện tại đó là hơi thở vô, hơi thở ra. Hiện tại đó là những cái hoạt động của thân và tâm. Chỉ lắng lặng nhìn, là quan sát với chánh niệm. Dạ, chánh niệm. Cái chánh niệm nó là một ở trong những hình thức mà chúng ta gọi là bình thường tâm thị đạo. Chánh niệm là một cách mà chúng ta sống không có chạy theo cái kỳ vọng, ước vọng, sở nguyện. Chánh niệm là cái gì đó mà chúng ta sống không có đặt để là mình sẽ như thế này và mình sẽ có như thế kia. Thì thưa quý vị, cái chánh niệm trong Phật Pháp đó, nó là một cái cách mà chúng ta sống trong cái hình thức mà Đạo Phật gọi là như duyên, yatha bhutang, là cuộc sống như thế nào thì biết nó như vậy. Như lời của Thượng tọa Tịnh Quyền trình bày ở trong Pháp Thoại, cũng như là ở trong cái câu trả lời đó, Đức Phật và các bậc thánh đó, các ngài đã đoạn tận phiền não, nhưng mà còn cái thân này, và còn cái thân làm người mà ngài đã sanh, còn năm uẩn, và các ngài sống với điều đó một cách an nhiên. Và chúng ta là phàm phu thì rất khó hiểu điều này. Có một người hỏi ngài Xá Lợi Phất về nếu Niết Bàn là hạnh phúc, thì tại sao chư vị không có phi tịnh Niết Bàn đi? Thì có hai câu trả lời. Một câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất và một câu trả lời của ngài Kumarakassapa. Câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất là tôi không đam mê sự sống và cũng không tha thiết sự chết. Chỉ không có muốn làm cái cây xanh mà phải rụng thôi. Đam mê sự sống, tha thiết sự chết, nó đều là những thái cực. Và ngài sống rồi không làm cái cây xanh phải diệt rụng, tức là ngài không có khởi bất cứ một niệm nào mà mong cho sự vật nó sẽ diễn tiến khác hơn với cái bản chất tự nhiên của nó, bản chất như vậy. Và rồi một câu chuyện khác là vua Vajrasi cũng đặt một câu hỏi tương tự với ngài Kumarakassapa ở trong kinh Đại Túc mà chúng ta nghe rồi đó. Là vua Vajrasi nói rằng nếu quả thật là Niết Bàn là hạnh phúc, thì tại sao các vị chứng đắc Niết Bàn không viên tịch cho rồi để hưởng hạnh phúc sớm mà còn phải sống ở trần gian để làm gì? Thì ngài Kumarakassapa
Ngài cũng nói rằng một vị đã đoạn tận phiền não, không còn mong cầu. Mong cầu như thế này và đừng như thế kia. Gọi là như duyên. Thì giống như một câu chuyện mà ngày xưa chúng ta nghe nói về phàm phu, cái tâm của phàm phu là có một cái thiếu phụ trẻ tuổi đi về làm vợ lẽ ở trong một gia đình. Thì cái người chồng á, có nhiều vợ, nhưng mà không may người chồng bị bạo bệnh qua đời, và lúc cái thiếu trẻ đó đang mang thai. Thì thưa quý vị, những người trong gia tộc mới nói với người thiếu nữ là chúng tôi đã đến lúc phải chia gia tài, mà rất tiếc là tôi không biết là thai nhi ở trong bụng là trai hay gái, thành ra không có chia phần được, bởi vì sinh con trai thì được phần nhiều hơn là con gái. Thì thưa quý vị, thiếu phụ trẻ này quá nôn nóng để được hưởng phần tài sản, nên dùng con dao để rạch bụng ra coi nó trai hay gái. Dĩ nhiên là thời xưa không có siêu âm, và một cái thai còn non mổ bụng ra thì chẳng phải những con chết mà mẹ cũng chết luôn. Đó là một chuyện rất là điên rồ, chỉ vì muốn hưởng tài sản mà phải tự mổ cái thai của mình. Dĩ nhiên đó là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà ở đây cho cái tính, cho chúng ta thấy cái tính cách là không phải đơn giản để chúng ta hiểu sự tự nhiên của pháp. Ở đây ma đến chế diệu Phật là nghỉ ngơi, nhưng mà ma không hiểu tâm thái của một vị Phật. Các ngài sống rất tự nhiên, rất tự nhiên với chính cái thân của ngài. Ngài sống rất tự nhiên với cái thế giới này. Có một lần Tôn giả Ananda, lúc đó Đức Thế Tôn 80 tuổi rồi, Tôn giả Ananda xoa bóp tay của Đức Phật, xoa bóp tay chân của Đức Phật, thì Tôn giả mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy rất là xúc động. Trước kia Đức Thế Tôn có 32 đại trưởng phu tướng với màu da rất đẹp và có những cái hảo tướng. Bây giờ thì Thế Tôn đã đến cái tuổi già nua, đã thay đổi nhiều. Thì Đức Phật ngài dạy rằng: nè Ananda, Như Lai há chẳng nói rằng các hư hữu vi là vô thường. Thân của bây giờ giống như một chiếc xe vua đã cũ, phải rằng để có thể tiếp tục chạy cho đến khi mà không còn nữa, không còn sử dụng được nữa. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài đã nói gì với chúng ta khi mà ngài viên tịch? Ngài không nói rằng ngài sẽ chuyển hóa, ngài không nói ngài sẽ tồn tại, ngài sẽ không nói ngài trở lại, mà ngài chỉ nói với chúng ta một việc rất đơn giản, đó là tất cả pháp hữu vi đều vô thường, các con hãy tinh tấn. Quý vị thấy không? Ở trong lịch sử đương đại, như là thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư Nhất Hạnh cũng là một người mà có rất có lòng để nghiên cứu về thiền quán, rất có lòng, kể cả có nhiều cái lãnh vực rất là gần với kinh điển Pali. Nhưng mà rồi thiền sư cũng thường dùng cái hình ảnh đám mây. Đám mây không bao giờ biến mất, tại vì nó chỉ là sự chuyển hóa. Mây thì thành mưa, mưa xuống rồi thành những cái mạch nước đổ ra sông, sông đổ ra biển, biển bốc hơi lên thành mây. Nó chỉ là sự chuyển hóa. Và khi mà thiền sĩ Nhất Hạnh tịch thì những người đệ tử làm cái nghi thức, mà nghi thức gọi là sự chuyển hóa của thầy, sự chuyển hóa của thiền sư. Tuy nhiên, ở trong cái cách nói đó, đó thì chúng ta nghe đâu đó một cái cầu mong, một kỳ vọng, một ý thức là thầy vẫn còn đó, thầy vẫn hiện hữu với hóa thân, hay hiện hữu với hóa thân khác, và cái hóa thân đó không bao giờ mất. Thật ra thì trong lịch sử của đạo Phật, một trong những cái phân hóa lớn nhất của Phật giáo đó là Phật giáo Đại Thừa thì chủ trương tam thân, là báo thân, rồi ứng thân, rồi hóa thân. Và báo thân có thể làm lễ trả tiền, có thể biến thành xá lợi, có thể không còn. Nhưng mà hóa thân thì luôn còn đó, pháp thân luôn luôn còn đó. Và
Chúng ta có nghe nói về, như Hòa Thượng Trí Quang cũng là một nhà học Phật Việt Nam, Hòa Thượng nói rằng bên Nam Tông thì chủ trương rằng Niết Bàn là đoạn diệt hết. Còn trong cái hiểu của Hòa Thượng Phật Giáo Đại Thừa là Đức Phật đã từng làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm trò, làm tôi, làm tớ cho chúng sanh, phục vụ chúng sanh, thì Ngài sẽ tiếp tục làm như vậy. Thì cái này chúng ta nói rằng vừa là còn hay là mất, có tồn tại hay không tồn tại. Bởi vì cái câu hỏi cổ điển đó là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi mất đó. Thì thưa quý vị, cái nhìn của người con Phật đó là không phải là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại, mà chúng ta nên hiểu rằng cái sự tồn tại của chúng ta nó dựa trên một cái nhận thức, như là Đức Phật đã dạy cho tôn giả Anuradha, là có tìm Như Lai ở sắc quẩn, ở thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn không? Thì nói dạ không. Thì như vậy không nên nói rằng Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi mất. Sắc quẩn không phải là Như Lai, sắc quẩn không phải là Đức Phật, sắc quẩn là một phần của hiện tượng. Về điều này tương đối rất là khó hiểu đối với chúng ta. Nhưng mà ở đây đó, thưa quý vị, một người mà đủ cái trình độ để sống và sống rất là thực trong hiện tại, sống không có chạy theo những cái gì gọi là cao vợi, những cái gì mà lạ lùng, những cái gì mà mơ mộng cho ngày mai, đôi khi chúng ta hiểu không hết đâu. Chúng ta không có khả năng hiểu cái bình thường tâm trì đạo đâu, không hiểu cái tâm bình thường tâm trì đạo. Hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở vô biết hơi thở vô, có cái gì cao siêu với điều đó? Dạ thưa, cái cao siêu không phải là hơi thở, mà cao siêu là cái chánh niệm. Chánh niệm rất sáng suốt, rất tỉnh giác, rất là miên mật, rất là rõ biết cái gì đang xảy ra. Cái đó mới là cao siêu. Chúng ta không có khả năng đó. Chúng ta chỉ có khả năng nhìn vào trong hơi thở một vài ba bốn năm, và chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái gì đó, nghĩ đến công việc, nghĩ đến trên internet, nghĩ đến trên Facebook, nghĩ đến thiên hạ sự, nghĩ đến Ukraine, nghĩ đến thăng trầm của thế cuộc, nghĩ đến trăm muôn ngàn thứ. Nhưng mà chúng ta có biết được hơi thở vô hơi thở ra không? Chúng tôi nhớ rằng ngày thiền sư Goenka, một vị cư sĩ và giải thiền đó, thì ngài Goenka thường hay nói lên việc này. Mà ngài kể có thể trăm ngàn lần, chúng tôi không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời ngài kể là có hai người đi trên chiếc tàu viễn dương, tức là tàu biển lên lên trên biển đó. Thì một người này luôn hỏi người kia là anh có biết chuyện này chuyện kia không, chỉ muốn chứng tỏ sự thông thái của mình. Chỉ muốn biết chữ thông thái, lúc nào cô hỏi là anh có biết chuyện đó không, thì người bạn có cái biết có cái không. Thì mỗi lần nói không biết đó, thì người kia cao hứng nói rằng anh không biết như vậy là anh đã chết nửa cuộc đời rồi. Thì thưa quý vị, một lát sau thì anh bạn này đi ra ngoài rồi trở lại, mới hỏi anh kia một cách hỏi là anh biết bơi không. Thì anh thông thái, anh nói là không, tôi không biết bơi. Nói như vậy anh sẽ chết trọn cả cuộc đời, tại vì lý do tàu sắp chìm. Thì thưa quý vị, câu chuyện đó là câu chuyện vui. Cái gì mà chết nửa cuộc đời hay chết cả cuộc đời? Chúng ta thì bận tâm đến những điều mà thường khi là không đáng bận tâm đâu. Ví dụ như chúng ta nghĩ đến cái chuyện là năm tới mình sẽ như thế nào đó. Năm tới đó có quan trọng hơn là hiện tại không? Nó phải mất cả một đời người, nó phải mất cả cái kinh nghiệm sống rất nhiều để chúng ta hiểu rằng cái chuyện ở năm tới đôi khi nó không có quan trọng bằng mình đang thở vô hay đang thở ra. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta nằm bên giường của người bệnh, một người bệnh ung thư gan, và họ kề cận cái chết. Có quan trọng chăng khi người đó nghĩ rằng sau khi chết mình về đâu, mình là cái gì, mình là ai, hay là con mình để lại, vợ mình để lại, tài sản để lại, ai làm cái gì? Thế ví dụ làm trụ trì ngôi chùa, khi mình bị ung thư mà mình ngồi nhìn lại không biết là mình chết rồi ai coi chùa, có quan trọng không? Hay là lúc đó cái chánh niệm thắp sáng, hơi vô hơi thở ra, cảm thọ khổ lạc xả ở trong thân mình, ghi nhận, cái là quan trọng hơn. Chúng ta phải đi xuyên qua những cái thực trạng của cuộc đời đó, và có đủ cái sự khôn ngoan, có đủ cái sự nhận thức về lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta mới thấy rằng tại sao có những lúc ở trong cuộc đời cho chúng ta thấy rằng cái chánh niệm sống với thực tại, sống với giây phút này nó là quan trọng.
chúng ta thường nói rất nhiều, chúng ta khẳng định rất nhiều, nhưng mà chúng ta không biết điều đó. Ở đây chúng ta mới vừa nghe ma đến chê Đức Phật. Dạ, chê Đức Phật sao mà ngủ, sao mà nghỉ. Thật ra nếu quý vị đọc lời bản dịch của chúng tôi thì cái tối của ma rất là trẻ con. Đó là một cái chế nhạo của một đứa trẻ. Giống như hồi nhỏ mà chúng tôi nhớ vị sư mà đi bộ trong xóm, hay có mấy đứa nhỏ chạy theo chọc thầy chùa vậy đó. Nó chọc một cách rất là ấu trĩ, rất là trẻ con mà nó chửi biết nó là ai. Nó biết gì đâu. Thì ba của mình bị chạy theo Đức Phật. Thấy Đức Phật ngày đi kinh hành rồi rửa chân vào được tỉnh hết. Nằm an nghỉ thì ma nói như vậy. Thì Đức Phật ngày trả lời rằng Phật thì đã đoạn tận tất cả các sở y. Tất cả các sở y. Sapa, Upati, Marihaya, đoạn tận tất cả các sở y. Tại sao? Tại vì đối với Đức Phật, Ngài không có quan trọng là ngày mai Ngài sẽ ra sao, năm tới Ngài sẽ ra sao. Và thưa quý vị, Đức Thế Tôn cũng như chư vị Thánh, và hồi nãy chúng tôi nói hình ảnh Ngài Sá Lợi Phật, là Ngài ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, Ngài không nghĩ ngày mai Đức Khất Thực sẽ được cái gì, Đức Khất Thực ở đâu, không biết ngày mốt mình đi du hành rồi chỗ đó có phương tiện ra sao, đem tâm trở về với hiện tại, không phải chuyện đơn giản. Cho đến khi nào mà chúng ta không bị ám ảnh bởi tương lai, chúng ta không có bị lôi kéo bởi cái là tôi sẽ là như thế nào, tôi sẽ là gì, vân vân, thì lúc đó chúng ta mới có thể thật sự sống với hiện tại. Và điều này không có đơn giản để chúng ta hiểu, không có đơn giản để chúng ta lãnh hội, và không có đơn giản để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống. Chứ tôi muốn nói đến một cái chuyện khác về cuộc sống trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đối với Phật pháp, mà điều này có rất là nhiều người lại quên bẵng đi. Đó là khi chúng ta tu mà gọi là chánh niệm đó, có nghĩa là mình cho phép mình được sống với cái thực tại. Và cái thực tại đó, khi mới bắt đầu, nó có vẻ rất là buồn nản, rất nhàm chán với chúng ta. Đó là tại sao nhiều người không thích tu thiền, nhiều người không thích ngồi thiền, và nhiều người xem ngồi thiền như sự bắt buộc. Thiền sĩ Hạnh có dùng một cái chữ gọi là phép lạ của sự tỉnh thức. Phép lạ sự tỉnh thức hay dùng cái chữ gọi là mâu nhiệm. Khi mà chúng ta tiếp xúc với thực tại, tại sao đó là một phép lạ? Phép lạ đó là lâu nay thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình càng nghĩ về tương lai thì càng đẹp. Nhưng những con người nghĩ về tương lai nhiều quá thường, họ đánh mất đi cái hiện tại. Họ nghĩ rằng họ sẽ mua bộ quần áo rất là đẹp, họ vui với điều đó. Nhưng mà khi họ mặc bộ quần áo đẹp đó, mua được để bề mặt rồi, thì họ thực sự thấy được cái đẹp đó bao lâu? Rất nhanh chóng thưa quý vị. Khi đã mặc vô rồi, một buổi họ quăng vào một xó. Có nhiều người mua bộ đồ mấy trăm đồng rồi mặc rồi xong rồi bỏ chứ không giờ đụng đến nữa. Tại vì sao vậy? Cái thói quen của chúng ta đó là ước vọng về tương lai. Thói quen của chúng ta là một cái dự phóng. Tôi sẽ thế này, tôi sẽ có kia. Khi mình có rồi thì mình thấy nó không có ý nghĩa nữa. Như vậy cái mà mình thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống đó, nó chỉ là upati. Nó chỉ là sự truy cầu về tương lai. Ở đây chúng ta rất khó chúng ta hiểu chữ upati. Upati nó đối lập với chánh niệm. Dạ, chánh niệm là sống trong hiện tại. Upati là đi tìm cái chỗ nào đó. À, mình nghĩ chuyện đó mình cảm thấy yên lòng. Tại sao chúng tôi dịch là sanh y, chữ Hán dịch sanh y, chúng tôi dịch là sở y. Sở y là mình tìm một thế giới bình an để mình cảm thấy mình tựa vào, mình nương vào. Cái này rất là khó nói. Ví dụ như là một cái người đàn bà rất là khổ. Sống phải thức khuya dậy sớm, bị bên chồng hành hạ đủ điều. Nhưng mà tìm một nguồn an ủi là khi ôm đứa con vào lòng, mình ráng chịu đựng, lấy nước mắt chăn cơm. Nhưng mà con mình lớn lên thì đời sống mình sẽ khá hơn. Thì đứa con là niềm hy vọng của người mẹ. Rồi ở trong đời này chúng ta đi cài đầu tắt mặt tối, thì chúng ta nghĩ đến một ngày nào đó mình về hưu, mình sẽ cuộc sống có nhiều tiền, an nhàn hơn. Cái tương lai là mà chúng ta ăn, làm cho chúng ta cảm thấy an lòng. Chúng ta luôn luôn dõi về một thế giới bình an. Và Thượng Vi Minh và Thượng có làm câu thơ là
ra đi khắp bốn phương trời tìm ai, rồi bốn muôn đời không ra, ta về gặp lại tình ta, dấu chân khuyển mộng cũng là phù du. Chúng ta đi bốn phương trời để tìm cái gì? Để tìm một thế giới bình yên, tìm một cái lô sơn của Tô Đông Pha. Chúng ta đi tìm một cái hình ảnh mà chúng ta gọi là đẹp nhất, lý tưởng nhất. Nhưng mà đôi khi chúng ta tỉnh táo, đó chỉ là ảo giác thôi. Chỉ là ảo giác. Hồi chúng ta còn nhỏ, chúng ta mong mình lớn lên mình mong mình có sự nghiệp mong mình già, mình quay về với con cháu, mình già rồi mình nghĩ là kiếp sau sinh có gì đó. Chúng ta luôn luôn đi tìm. Quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Dạ. Và do vậy, ở đây là điều mà tất cả chúng ta, những người con Phật rất là cần để ghi nhớ là upati, sanh y hay sở y, tức là đi tìm một cái chốn bình yên để kỳ vọng, để nương gá. Cái đó gọi là upati. Tức là upati là chánh niệm, là sống ở trong hiện tại. Bởi vì khi chúng ta đủ khôn thì chúng ta hiểu rằng cái chuyện mà mình nghĩ tới ngày mai cũng chưa chắc như vậy đâu. Dạ. Giống như bây giờ mình nghĩ rằng bây giờ mình làm cổ nhưng mà lớn lên mình nhờ con cũng chưa chắc. Có nhiều người kỳ vọng là mai mốt mình sẽ nhờ vào quỹ hư vọng của chính phủ, cũng chưa chắc. Chính phủ ngay chính phủ Mỹ cũng có thể phá sản. Thực ra hơi khó tin nhưng mà có thể như vậy. Thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta đó, nó phải có rất là nhiều sự minh triết, có rất nhiều sự sáng suốt khôn ngoan để chúng ta có thể sống trong hiện tại, để chúng ta thấy giá trị của chánh niệm, để chúng ta thấy được cái giá trị của giây phút này. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, hiện tại chính là đây. Sống ở đây và bây giờ. Những câu đó chúng ta nghe rất là nhiều trong thiền ngữ, nhưng mà không có dễ dàng để chúng ta hiểu, để chúng ta cảm kích, để chúng ta cảm nhận trọn vẹn thực sự. Khó lắm, rất khó. Cho vì khi một người đến với Phật Pháp đó, thì nếu ta không khéo thì chúng ta lại tiếp tục đuổi bắt theo cái ảo tưởng về tương lai. Vừa rồi rằm tháng giêng chúng tôi có làm một cái chương trình triển lãm ở chùa. Ở trong đó có một cái tác phẩm triển lãm mà chúng tôi đặc biệt rất là thích. Đó là họ làm một cái thang bắt lên trời và có người đang leo thang đó. Nhưng mà leo lên thì không tới đâu hết. Ở trên cái thang không có gì hết. Thì tác phẩm, cái pho tượng đó là một tác phẩm nghệ thuật. Nó tương đương với một cái dụ ngôn ở trong Trường Bộ Kinh. Đức Phật Ngài dạy một người bắt thang lên trên lầu, nhưng mà ở trên lầu chưa có xây, người ta không biết gì hết, chỉ làm cái thang thôi. Chúng ta cũng vậy thưa quý vị. Chúng ta thường nghĩ đến một cảnh giới nào đó, thậm chí là ở trong cái ngôn từ của người đời, khi mà nói một người chết đi gọi là nhẹ bước thang mây. Dạ, nhẹ bước thang mây tức là mình nhẹ bước lên trời, nhưng mà không phải là chúng ta lấy cái thang lên trời chỉ có đám mây thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng lên trời có cái gì thì chúng ta không biết, chúng ta chỉ mong nhẹ bước thang mây. Rất là tội nghiệp. Có những lần chúng tôi đi trên máy bay, chúng tôi nhìn ra mây qua đứng ở bên ngoài, chúng tôi lại nhớ cái câu nhẹ bước thang mây. Và nếu có ai nói như vậy, chúng tôi nói ở trên thì không có gì hết, chỉ có mây bay. Nhưng mà phải nhận rằng chúng ta sống rất nhiều về ảo giác, chúng ta sống rất nhiều về những cái dự tưởng. Và những cái dự tưởng đó, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ thế này, sẽ là thế kia. Và không may là những điều đó nó lại là cái lối êm ái, những điều đó nó là cái gì rất là ngọt ngào để chúng ta cảm thấy yên tâm và mình nghĩ rằng mình đang sống và sống rất là đẹp. Nhưng mà kỳ thật không phải. Chúng ta đang tự lừa gạt với chính mình bằng cách là chúng ta quên đi hiện tại. Hiện tại là tất cả cái gì mà chúng ta đang có đó. Yeah. Và một cái người mà sống trung thực với hiện tại là đem thân, đem tâm tư mình trở về với giây phút này, với cái sự
diễn tiến của thân và tâm. Và chúng ta nhớ như lời Phật dạy, con đây vì ấy an trú chánh niệm, không nương tựa chấp trước bất cứ vật gì ở đời, có thọ ai đây vì để sống an niệm và không chấp trước bất cứ vật gì ở đời, với tâm hướng cầu đến giác ngộ giải thoát, rồi với tâm với pháp cũng vậy. Thế khi một hành giả mà đủ khả năng tách rời khỏi của upathi, tách rời khỏi những sở y, thì vị đó sẽ có cái khả năng mượn, chúng ta nói mượn là có thân, có thọ, có tâm, có pháp. Chúng ta đọc kỹ lên trong kinh này, có thân đây, có thọ đây, có tâm đây, có pháp đây, thì vị đấy sống an trú chánh niệm, thắp sáng chánh niệm, mà không có nương tựa, không mong cầu, không chấp trước bất cứ vật đời, với hy vọng hướng đến chánh trí. Chánh trí là gì? Chánh trí là cái khả năng nhìn thấu, hiểu rõ, liễu tri vạn pháp nhờ vào cái sự quan sát thân thọ tâm pháp. Thời vấn giả tu tập đó, thì thân thọ tâm pháp đơn thuần là một cái phương tiện, là một cái điểm tựa của con đòn bẩy, để từ đó chúng ta thắp sáng chánh trí, đạt chánh trí. Chứ thật ra không phải là ở thân, ở thọ, ở tâm, ở pháp nó có sự màu nhiệm, không phải vậy. Thân thọ tâm pháp chỉ là cái phương tiện để thắp sáng chánh niệm, và do cái chánh niệm này chúng ta đạt đến chánh trí. Dạ. Ở đây là một điểm tương đối rất là tế nhị. Bây giờ thì Bạch Sư Công Đức không biết là Thượng Tọa Tuệ Quyền hay là Thượng Tọa Pháp đang có vị nào ở trong lớp học có thể giúp cho phần còn lại được không? Nếu quý ngài có thể tiếp lời được thì xin quý ngài có thể giúp lời việc việc để chuẩn bị cho công việc chút sức. Một lần nữa xin được hỏi dạ. Ô dạ, thấy thì đồng hợp đăng rất là hoan nghỉ. Dạ, thì đồng hợp đăng với đoàn tiên quyền qua kỳ giúp cho phần còn lại. Kính tình quý ngài. Dạ, bữa hôm nay thì mình học một bài học không phải dễ để mình lúc mình trôi được. Nhưng mà mình có một thấy một cái tầm nhìn, thì mình sẽ tỏ ngộ từ từ. Cái tầm nhìn đó là gì? Mình nhìn vào tất cả mọi người trên cuộc đời này. Mình nhìn tất cả mọi người, luôn cả thường thì chúng ta thấy Đức Phật ở đời đó. Những vị vua như là Upasenadi đó. Và khi ngài vào hoàng cung thì ngài hay hỏi về những chiếc xe, những chiếc lông xa của tổ phụ của Upasenadi, từ nội tổ, từ nội cố, cố tổ này cái nào. Và hỏi sao không dùng những cái xe đó, vì những cái xe đó cũ kỹ rồi, và những người đã qua đời rồi. Thì chúng ta nhìn như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng á, nếu mà một cái sự luân hồi mà cứ lặp đi lặp lại qua như vậy đó, và mỗi kiếp như vậy thì mình thấy biết bao nhiêu cái sự khổ sở, bao nhiêu cái sự mong mỏi của mình. Ví dụ chúng ta thấy vua Bimbisara đó, lúc còn nhỏ thì mình có 50 điều ước mơ. Nhưng mà cái điều ước mơ của vua Bimbisara đó, mình gọi là nó có một cái điểm tựa, một cái sự tiến bộ. Đó là vua mong của mình được làm vua. Vua mong mình được sứ của mình đó, là có vua, có Phật tới. Và mong rằng được gần gũi Đức Phật. Mong rằng được nghe Phật Pháp. Và mong rằng có thể lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng làm vua thì vua cũng vua hoàng tử Bimbisara này sao được làm vua rồi cái xứ Ma Kiệt Đà có Đức Phật đến rồi được được thăm viếng Đức Phật rồi được 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 nghe pháp từ Đức Phật và được chứng ngộ pháp. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái ước mơ của đức vua đó là được làm một vị thống trị ở xứ Ma Kiệt Đà. Nhưng mà cái ước mơ thứ hai là xứ của mình có Đức Phật đến. Ước mơ thứ ba là được đảnh lễ Đức Phật. Ước mơ thứ tư là được nghe pháp của Đức Phật. Ước mơ thứ năm là được thành tựu cái pháp mà Đức Phật đã thành tựu. Nên vua Bimbisara cũng đắc đạo quả tu đồ quần quý vị. Như vậy thường thường thì chúng ta biết rằng chúng ta cứ nhìn vào trong cuộc đời và chúng ta thấy bao nhiêu người trong cuộc đời này, những cái nguyên thủ quốc gia, những cái người
tổng thống, thậm chí nhiều khi mình nhìn Tập Cận Bình lên làm mấy nhiệm kỳ, nhìn thấy già nua, tóc bạc, mặt mày có lúc mà xuống sắc. Vì quý vị biết làm đế vương trăm công ngàn việc như vậy, nhưng mà ăn cũng có nhiêu đó thôi. Nhưng mà phải gánh vác công việc rất là nhiều, quý vị ăn cũng như đó, ngủ cũng như đó thôi. Quý vị thấy một người làm vua chúa thì họ ăn cũng ăn đầy cái bụng thôi, thì một người ăn mài ăn xin cũng đi làm cũng ăn đầy cái bụng thôi. Nhưng vị vua chúa thì ăn đồ ăn đầy bụng thì ngon hơn chút, ăn mài ăn xin thì ăn đồ ăn cũng đầy bụng nhưng mà đồ ăn dở hơn chút vậy thôi. Thì vua chúa cũng ngủ cái lông sàng nhiêu đó thôi. Thì ăn mài ăn xin cũng ngủ cái giường nằm như đó thôi, để cái thân này nó lăn qua lăn lại, cũng như mỗi người cũng chỉ có thân mấy tấc thôi, dài thước mấy hai thước thôi, cũng lăn qua lăn lại thôi. Và cứ mỗi kiếp như vậy đó, nhiều khi mình than khổ, than sợ, than đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cứ nhìn, mình cứ nhìn cái đó là cái thật sự khổ không? Mình than khổ nhưng mà thật sự mình không nhìn cái khổ. Nên thường thường Đức Phật ngày dạy cho mình phải có chánh niệm để nhìn cái khổ. Thí dụ mình đói, mình ăn á, mình đi tìm cầu cái sự ăn đó. Ví dụ em quý vị thấy ăn mài, ăn xin mấy người bán vé số đó, họ phải đi bán để mua đồ ăn ăn. Rồi ăn rồi họ đi ỉa đó, thì họ phải phải tìm cái chỗ để đi ỉa, tốn tiền nữa. Rồi lúc họ khát á, thì họ uống, họ xin tiền họ để uống. Nhưng mà lúc họ đi tiểu á, thì họ cũng phải tốn tiền để giải quyết. Ăn uống rồi đại tiện tiểu tiện, rồi họ phải ngủ nghỉ nữa quý vị. Nên quý vị thấy những người công nhân đó, nhiều khi chúng tôi cũng nhiều khi gặp những người đi làm thợ đó quý vị, cũng như ông Tư cũng đang làm cái tăng xá chùa từ thiện. Ông nói ở thành phố thì nhiều khi nghe làm 500, 550, nhưng mà thật sự không có dư xưa ấy. Mướn nhà đó thì một tháng đó, thì 4 tuần lễ đó thì mướn nhà hết tuần lễ rồi, coi như là tiền nhà hết tuần lễ. Rồi cái tiền điện, tiền nước với tiền nhà hết tuần lễ đi, rồi tiền ăn á, tiền rồi tiền xăng, tiền xe, rồi mình đi làm nó vô công ty, vô chỗ xây dựng á, nhiều khi nước người ta cho mình uống, nhưng mà mình muốn uống những cà phê sữa đá hay là đá chanh này cái nọ, mình phải bỏ tiền ra rồi hút thuốc. Nghe nói làm ngày 500, 550, nhiều nhưng mà thật sự mới dư sư. Ở quê thấy làm 450 hoặc là 400 như vậy mà dư. Tại vì ăn cơm, ví dụ ở trong chùa, ăn cơm trong chùa, rồi ngủ trong chùa, điện nước trong chùa, nên nó dư. Nên nhiều khi quý vị thấy mà một cái người đi làm thợ hồ đó, họ tính như vậy, cứ một tháng như vậy đó thì bỏ ra hết một tuần lễ là tiền nhà trọ với tiền điện nước, mà nói nhiều khi không đủ nữa. Một mình nói bỏ ra một tuần là làm đủ tuần, chứ trời mưa trời gió bữa nào bệnh hoạn thì tuần lễ làm không đủ một tuần thì không có đủ để trả tiền phòng trọ này kia nọ. Nhưng mà chúng ta cũng lăn lóc mà sống, nên nhiều khi mình nghĩ rằng trong cuộc đời mình cứ như vậy. Nhưng mà có khi nào mình nghĩ rằng không lẽ mình sống để ăn rồi ỉa, uống rồi đái, rồi tắm rửa giặt giũ rồi ngủ nghỉ hay sao? Nên nhiều khi quý vị thấy khổ của mình đó, mình mặc đồ thì nó dơ, mà dơ thì phải giặt, rồi thân mình dơ phải tắm, rồi mình mệt phải ngủ. Như vậy đó thì cái tắm rửa giặt giũ, đại tiện tiểu tiện, ngủ nghỉ đó, đó là những cái khổ mà ngày nào mình cũng có hết. Nhưng mà mình có ghi nhận hay không? Nếu mình có ghi nhận thì năm này cũng làm vậy, năm sau cũng làm vậy thôi, chứ khác gì đâu. Nhưng mà mình có suy nghĩ để chín mùi cái suy nghĩ về khổ hay không? Nếu mà ngày nào cũng suy nghĩ giống như là em của ngài vua Asoka, mà lúc mà được làm vua 7 ngày vậy đó, ngày nào cũng nghe mấy người đánh Tràng La nói rằng còn 7 ngày bị tử hình, rồi ngày hôm sau thì người ta thông báo là còn 6 ngày bị tử hình, rồi 5 ngày bị tử hình, 4 ngày bị tử hình, 3 ngày bị tử hình, 2 ngày bị tử hình, 1 ngày sau bị tử hình. Nên cái vị đó làm vua 7 ngày thật sự đó, nghe người ta cứ kêu tử hình mình hoài nên cũng chẳng có vui gì. Cũng giống như bây giờ mình sống mà Đức Phật nói rằng mình suy nghĩ cái khổ đói khát, đại tiện tiểu tiện,
mình suy nghĩ gì hoài, mình còn cái ham thích cái gì để thụ hưởng dục lạc. Nhưng mà tại vì mình không có suy nghĩ khổ đến, mình mới cái tâm của mình mới tầm cầu dục lạc. Chứ nếu thật sự mình suy nghĩ thế này rồi, mình càng ngày mình càng thấm cái gì, càng ngày mình càng thấm, có nghĩa là thật sự cái sự khổ này là như vậy. Nên mỗi ngày sáng thức dậy mình thấy ăn là thấy khổ rồi đó, ăn rồi hồi nó đại tiện, uống rồi tiểu tiện, rồi tắm rửa giặt giũ ngủ nghỉ, ngày nào cũng phải làm vậy hết. Nếu mình không làm nó cũng phải mướn người ta giặt áo quần, đồ ủi áo quần cho mình, rồi mình cũng thể mình mướn người ta tắm cho mình phải đi tắm thôi. Mình mướn chỗ đó mình tắm, mướn khách cái nhà trọ hay khách sạn. Có nhiều khi mình thấy có nhiều người họ mướn khách sạn chỉ để tắm thôi, gì ví dụ họ đi chơi như vậy, nhưng mà họ mướn khách sạn để chút nữa về họ tắm cho sạch sẽ thôi. Chứ thật sự có nhiều khi họ không ngủ ở khách sạn, nhưng mà họ tắm chỗ khác thì họ không chịu tắm, họ muốn tắm trong khách sạn sạch sẽ rồi có này chỉ nó tắm rồi họ ngã lưng chút xíu. Chứ không phải là họ đi họ mướn khách sạn đó nguyên ngày, mà họ chỉ mướn khách sạn là giữ cái phòng để họ tắm họ ngã lưng chút kia thôi, chứ còn nguyên ban ngày họ đi chơi thì chúng ta thấy như vậy. Cái con người của chúng ta, ví dụ mình đi mình thấy vui chứ về mệt nằm xả lai hình tướng. Nếu mà đi giữ vui, mình nói vui nhiều thì mình về mình mệt nhiều, mình phải nằm lâu. Nếu chúng ta suy nghĩ, bởi nếu mà chúng ta suy nghĩ thì cái tâm chúng ta giảm bớt cái sự ham muốn từ từ. Và khi giảm sự ham muốn như vậy đó thì chúng ta mới tỉnh táo từ từ, chúng ta mới thấy khổ từ từ, và cái sự khổ nó hiện hữu từ từ trong tâm của chúng ta do mình tác ý. Như vậy thì mình mới có thể chấm dứt sanh y được. Chứ còn nếu mà mình không hiểu cái gì về sanh y, sanh y là gì, là những cái gì lặp lại hoài. Ví dụ 80 năm kiếp này mình làm giám đốc đi, rồi 80 năm sau mình chết luân hồi cho mình có làm phước đi, mình sanh lại còn nhỏ để cho mình làm bà giám đốc nữa, rồi 80 năm sau mình chết mình sanh trở lại nữa. Không lẽ làm hoài vậy mình không thấy ớn sao? Nếu một cái người mà có cái mà có niềm có tuệ đó thì người này sẽ thấy luân hồi thật là nhàm chán. Như là Đức Phật ngày dạy này, Ananda, thật sự luân hồi rất là nhàm chán. Cái việc làm đi làm lại hoài như vậy, cứ làm hoài như vậy, cái sự đọa lạc và địa ngục ngã quỷ súc sanh, làm những cái tội lỗi sanh vào những đọa xứ lặp đi lặp lại hoài như vậy, có đủ để suy nghĩ, có đủ để nhàm chán chưa? Bởi vì đủ suy nghĩ là mình có suy nghĩ hay không? Nếu mình suy nghĩ mình thấy trăm muôn ngàn kế. Ví dụ bây giờ có những người họ làm những việc bất chánh, họ hãm hại người này vì buôn bán họ được lợi ích, họ thài những cái loại độc tố ở trong những cái thực phẩm mà cho người ta ăn cho ngon, rồi ăn bệnh hoạn, rồi đầu độc người ta như vậy. Sự đó chẳng qua họ cũng chỉ có muốn cái nhà cao, muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn đi xe tốt thôi. Họ làm nhiều cái thủ đoạn ác độc như vậy đối với người khác, đối với bạn bè hay là đối với đồng bào của họ. Nhưng mà nếu một người mà suy nghĩ kiếp nào cũng vậy thôi, lặp lại hoài như vậy, chỉ có cái là mình làm thiện, làm ác thôi, làm tốt, làm xấu thôi, nên làm và không nên làm thôi. Nếu mình không suy nghĩ thì đùa làm đại đâu quý vị. Nên bình thường chúng tôi hay nhắc quý vị đó là phúc hành đó, mà có trí tuệ đó, thì cái phúc hành để chọc thủng vô minh quý vị. Bởi vì chúng tôi nói quý vị phúc hành mà có trí là gì? Ví dụ mình sống mình thính pháp, thiết pháp hay cung kính phục vụ bố thí trì giới hay xuất gia hay là tham nhẫn trí tuệ chân thật từ tâm. Nhưng mà cái trí tuệ mình thấy rằng cái sự luân hồi thật là chán thiệt. Mình tinh tấn để bố thí, để trì giới, để tu thiền, cung kính phục vụ với cái mục đích là chấm dứt luân hồi. Như vậy thì cái phúc hành này mới gọi là phúc hành hợp trí quý vị. Tại vì phúc hành hợp trí đó mới cho mình sanh làm người tam nhân được, và cho mình ở trong những cái sự hạnh phúc đó, ở trong những cái sự luân hồi, trong cái hiểm họa đó, mình có thể tỉnh thức quý vị. Bởi quý vị thấy những cái người mà như là 900 tên cướp mà cướp của bà mẹ của ngài Số Ná, của Lý Xá đó, 900 tên cướp này đi cướp của, nhưng mà khi mà ngài Số Ná, ngài thuyết pháp đó, mẹ ngài Số Ná nghe thì người thị nữ này cứ chạy vô chạy ra thưa với bà là bọn cướp nó đang khuân vác cái kho ngũ cốc, rồi khuân vác kho giải, kho vật thực dầu ăn rồi này kia nọ, rồi cuối cùng nó khuân đến kho bạc. Thì cái người thị nữ tiếc của cứ chạy đi nói với bà chủ
mẹ của ngài Số Ná Cô Lý Xá, thì đến lúc mà nó khuân tức hoa vàng á, thì tỳ nữ nó cũng không chịu nổi, nó chạy tới nó báo với bà là bây giờ nó khuân tức hoa vàng rồi. Thì bà đó, bà mẹ của Số Ná Cô Lý Xá nói, này con mà làm ồn nữa bà sẽ đánh đít con đó. Nếu của bà thì nó không lấy, còn nếu không phải của bà thì nó lấy được. Nhưng mà bà nói cho con nghe, trên đời này vàng bạc không phải là quý, còn cái quý hơn nữa. Thì quý vị nghe chính tâm tên cướp đó, nghe như vậy đó, thì cái tên chúa đảng đó, nghe tỳ nữ về nói trên đời còn cái gì quý hơn vàng nữa. Thì cái tên đầu đảng đó, nó tới nó nghe pháp, và khi nó nghe pháp nó thấm thía rồi đó, nó kêu chính tâm tên cướp cũng tới nghe pháp luôn. Thì cuối cùng đó, thì nó xin sám hối bà mẹ của ngài Số Ná Quý Cô Lý Quý Xá, nó trả hết của lại, xin bà làm thí chủ cho mình xuất gia. Chính tâm tên cướp thì xuất gia với ngài Số Ná Cô Lý Quý Xá. Thì chính tâm tên cướp sau này Đức Phật đề thuyết chính bài kệ trong kinh Pháp Cú đó, thì chính tâm tên cướp này cũng đắc quả A La Hán. Cái chỗ mà chúng tôi muốn nói đó, mình tục sinh làm người tam nhân á, dù mình là kẻ cướp hay là gái giang hồ kỹ nữ si ma đi, hay là âm bá ba ly đi, nhưng mà khi mình nghe Phật pháp đó, thì mình tỉnh ngộ liền, tại vì mình tục sinh có trí đó. Mình nghe Phật pháp mình sẽ tỏ. Nhưng mà nếu người tục sinh ly trí đó, thì bây giờ họ phải tác ý để cái trí sanh lên, để cái phúc hành có trí nó sanh lên, để họ chết và tái sanh làm người tam nhân. Thì cái trí tuệ tục sinh tam nhân đó, họ mới tu thiền chứng thiền chỉ và tu thiền quán mà chứng đắc đạo quả. Còn nếu mà họ làm phước đó, với cái nhị nhân thôi đó, là họ bố thí với cái tâm mà vô minh đó, mà tạo ra hành đó, phúc hành đi. Nhưng mà cái phúc hành mà ly trí đó, thì nó có hai nhân vô tham vô sân, nó không tập tụng được luân hồi được, nó không làm người có trí được, không làm người tục sinh có trí được, nên cái người đó không có thể nào chứng ngộ được đạo quả niết bàn, quý vị. Nên sau này chúng tôi cũng suy nghĩ hoài, vô minh và hành làm sao mà chọc thủng được vô minh. Tất nhiên là hành này phải có trí mới được, mình phải làm phước mà lúc nằm có trí suy nghĩ được cái sự khổ của danh sắc, khổ của đói khát, bệnh hoạn, ỉa đái, tắm rửa, giặt giũ, ngủ nghỉ, mình phải suy nghĩ cái này liên tục, rồi mình mới tạo cái phước có trí. Bây giờ mình bố thí thì mình cũng bố thí có trí, là nguyện chấm dứt luân hồi, bố thí để trang nghiêm tâm, bố thí để dứt trừ chấp thủ, mình trì giới cũng không phải vì khen mình chê người. Nên quý vị thấy những người mà họ tu đó, họ giữ giới rồi họ khen mình chê người, thì cái đó là phi chân nhân, và cái đó cũng không phải là có trí nữa. Cái trí sẽ làm cho mình biết rằng mình trì giới đó, mình để mình không có làm tội lỗi, chứ không phải là mình khen mình chê người. Hay là mình xuất gia cũng vậy, mà không phải vì mình xuất gia mình khen người ta không xuất gia, hay là mình tu đầu đà mình khen người ta không có tu đầu đà, hay là mình mặc y tam y rồi mình khen mình mặc y tam y, không chê người kia không có mặc tam y rồi gì nọ. Thì thường những người ly trí đó, họ mới có cái sự suy nghĩ khen mình chê người thôi. Chứ nếu mà người có trí đó thì họ nghĩ rằng cái trí tuệ này mình tu mình chứng, bây giờ mình phải lo mình độ mình trước đi, phải làm cho mình chứng đắc đạo quả niết bàn đi, chứ còn đâu phải mình tu để mình được khen đâu. Đâu phải mình tu để được khen, hay là đâu phải mình pháp để mình được người ta khen mình, hay là đâu phải mình hành thiền để người ta khen mình. Mình hành thiền để cho mình có định, có niệm, có tuệ, chứ đâu phải là để người ta khen. Người ta khen mình cái tham ái nó còn tăng trưởng nữa. Thành ra những cái người mà họ làm phúc hành có trí đó, thì cái trí đó nó chọc tụng được vô minh, quý vị. Cái trí đó mới chọc tụng được vô minh, cái trí đó mới là ba la mật được, quý vị. Nên thường quý vị thấy một người mà tạo ba la mật đó, tất nhiên là người đó phải có trí để thấy được cái thiện nghiệp này, để chọc tụng vô minh, cái phúc hành này mới chọc tụng được vô minh. Còn nếu mà chúng ta làm phước kiểu mà vô minh duyên cho hành mà cái phi phúc hành, phi phúc hành này đỏ và đỏ xứ rồi, nhưng mà phúc hành đó, nó cũng không có chọc tụng được vô minh. Nó làm cho chúng ta sanh làm người làm chư thiên, bởi chúng ta thấy rằng tám cái tâm quả, mà trong đó bốn tâm quả ly trí nó vẫn sanh về các cõi trời, cũng sanh làm người. Nhưng mà những cái người mà tục sinh làm người tam nhân mà hợp trí đó, thì những người này đó, là những người mới lọt vào cái giác vọng của Đức Phật. Khi mà Đức Phật ngày buộc lưới đại bi buổi sáng đó, ngày tìm người có duyên đó, thì ngài mới thấy mình là người có duyên, tại vì mình có cái trí mình muốn chấm dứt luân hồi. Chính vì vậy đó thì Đức Phật đi tới độ mình, chứ còn
nếu mà mình không có trí để mình làm người tâm nhân á, thì đừng có hòng mà lọt vô cái giặc vọng của Đức Phật được. Nếu mình tục sinh á, mình tục sinh làm người ly trí á, thì chúng ta gọi là người vô phần, quý vị. Bởi chúng ta học người đó, người đó có người hữu phần, người vô phần. Cái người vô phần là người lạc nhị nhân, người lạc vô nhân, và người khổ là người vô phần. Cái người hữu phần nó chỉ có người lạc tam nhân thôi. Người lạc tam nhân là người hữu phần, là người này có chứng thiền định đạo quả, thần thông tăng trí được. Thì rõ ràng á, cái chọc thủng được vô minh á, tuy rằng vô minh nó duyên cho hành, nhưng mà chúng ta phúc hành hợp trí đó mới chọc thủng được vô minh. À, cho mình sanh làm người tam nhân, đó mình gái, làm gái lầu xanh như là kỹ nữ Sirima đi, hay là gái giang hồ bản thân như Amba Bali đi, hay là chúng ta làm tướng cúp như Angulimala đi, hay là chúng ta làm như những tên cướp và cướp của bà mẹ của ngài Sô Ná của Lý Xá đi, hay là chúng ta là người mà chặt đầu cái vị Sa Di Săn Kiết Chá đi, nhưng mà khi mà chặt thì không có được, không có đứt cái đầu được, thì những vị này quăng dao sám hối. Chặt đầu vị thánh mà chặt đâu có được đâu, quăng dao sám hối và nghe pháp á, thì tỏ ngộ, quý vị. Nên thường thường chúng tôi nói quý vị phải để ý mình tục sinh, tại sao mà mình phải để ý cái trí, mình làm thiện đó có trí, và mình nghe pháp có trí, rồi mình suy xét người ta mình cũng suy xét có trí. Chứ Phật tử bây giờ thường thấy ông sư nào không có nhận tiền á, thì coi ông đó như thánh vậy đó quý vị. Bữa hôm qua hôm kia đi gặp ngài Bửu Chánh ngài nói thích cười lắm, Phật tử bây giờ mà thấy ông sư nào mà không có giữ tên, ông đó là A-la-hán á, nhưng mà ông đó không có tài khoản, không có tiền ngân hàng, chứ ông không giữ tiền, nhưng mà ông giữ thẻ ngân hàng không à. Còn bây giờ mấy ông hòa thượng á, thì cúng dường 2,000 đi bát cũng nhận nữa. Thành ra mấy ông hòa thượng này là phàm phu, còn mấy ông bây giờ không có giữ tiền là thánh hết trời. Như quý vị thấy những vị trưởng lão nói như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng những cái vị mà tu để mình đoạn trừ phiền não là mình phải có trí. Và những người Phật tử mà làm phước cũng phải là người có trí, chứ không phải là người xu hướng, quý vị. Ông sư đó không giữ tiền, nhưng mà chúng ta coi chừng ông không giữ tiền nhưng biết mục đích gì. Chúng tôi ngồi nói chuyện vui vui, không phải là bữa nay chúng tôi nói để chăm chọc người này hoặc người kia, không phải đâu quý vị. Chúng tôi nói để quý vị Phật tử tỉnh thức thôi. Hồi đó có một số mấy sư đó nằm nói chuyện với nhau đó, mới nói gì nè. Mấy ông sư giữ tiền, không ai cúng dường đất đâu, không ai cúng dường chùa rồi đâu, không ai cúng dường xây chùa này kia nọ, xây cốc đâu. Mình đừng có giữ tiền. Mình đừng có giữ tiền đó. Thì có nhiều người đó, họ nói chuyện người này người kia, gặp mấy người đại gia đó, họ mua đất họ dân cho mình xây chùa rồi. Tu có mấy năm mình được lập chùa, còn mấy ông kia tu mấy chục năm không lập được cái chùa. Tại vì ổng nhận tiền đó. Quý vị ngồi nằm mà nghe mấy cái vị đó nói đó, mình mới thấy rằng cái vị này không giữ tiền với cái mục đích là để người ta cúng dường đất để làm trụ trì, chứ không phải là họ giữ tiền với cái mục đích là đoạn trừ phiền não đâu quý vị. Cái lòng tham của họ còn ghê gớm hơn nữa. Chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe được cái chuyện đó, chúng tôi mới thấy ghê thiệt. Phải nói là có người đó phải là họ không giữ tiền là họ thánh thiện đâu, không phải. Không phải thánh thiện, mà những người mà họ không giữ tiền thật sự đó, giống như bên Thái Lan, quý vị thấy những vị hành thu đông á, họ ở trong rừng họ đi cất thực họ ăn đó, nhưng mà họ ở trong rừng kia. Còn mấy vị này còn bây giờ không giữ tiền mà xây chùa mua đất đồ quá trời quá đất, đến nỗi mấy hòa thượng bây giờ cũng không bằng mấy vị đó nữa, quý vị. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì Phật tử xu hướng. Nên đến ngày Bửu Chánh ngày nói giờ mấy hòa thượng bây giờ mà đi bát ta cúng 2,000 cũng nhận nữa, nhưng mấy ông hòa thượng này là phàm phu, còn mấy ông mà không giữ tiền giờ mấy ông là thánh hết rồi. Chúng tôi nghe mà chúng tôi cũng thiệt tình ngậm ngùi cho Phật giáo Việt Nam. Chỉ có Phật giáo Việt Nam những người Phật tử họ nhận diện cách không có trí, họ không có suy nghĩ đúng đắn. Tại sao vậy? Vì lẽ vì hòa thượng này tu thua cái ông này, ông không biết cái gì hết đó. Ở bên miếng ông tu thiền ngồi cục gạch gạch, ông về cái ông không giữ tiền, người ta coi ông giống như ông thánh vậy. Còn mấy ông hòa thượng tu 60 năm rồi mà về còn đi bát, người ta bỏ 2,000 coi như phạm phu vậy đó. Ông kia không có đi bát, không có nhận tiền, người ta hát vậy. Nên thật lòng thì quý vị thấy rằng một cái người làm phước có trí đó, thì họ không làm như vậy quý vị.
họ suy nghĩ rằng ồ, họ tìm hiểu coi những vị này tu đúng hay không đúng. À, vị này tu đó làm dễ cho mình, cho người, cho đời này đời sau, hay là làm khó, không phải. Nếu một cái người tu thật sự đó, họ không có nhận tiền ở rừng, trong núi, ở trong cốc, ở trong bãi tha ma, mộ địa, cốc cây gì đó, họ đi cất thực ăn. Chứ còn họ mà chờ người ta cúng dường cốc xá nữa cũng đâu có đúng đâu. À, họ sống vô phương chỗ này vô kia. Còn bây giờ không có đâu quý vị. Chúng tôi thấy bây giờ Phật giáo Việt Nam bây giờ nó cũng loạn cào cào lắm. Nói như vậy để Phật tử hiểu. Mình làm phước mà có trí mới chấp tụng được vô minh. Còn làm phước mà lý trí thì quý vị muôn đời quý vị cũng sẽ làm người làm chữ thiên để hưởng phước thôi, chứ không thể nào chấp tụng được vô minh. Không thể là người hộ trì Phật pháp đúng đắn được. Tại vì cái người hộ trì Phật pháp nó đúng đắn là người phải có trí tuệ để nhìn thấy Phật pháp tồn tại và những cái vị tu hành đó, nó như thế nào. Không lẽ là tu 50 năm rồi ta nhận có đi bác nhận 2000 mình coi như phàm phu, còn cái ông kia ông mới đi đâu bên Miến Điện về cục cục gặt gặt thì coi như là a la hán vậy, thiệt tình mà mình cũng không hiểu nổi. Thôi thì bây giờ cũng quá giờ rồi quý vị, bữa hôm nay chúng tôi nói để cho Phật tử mình nghe hiểu, để mình có nhiều người đó Phật tử mà xu hướng người ta nói thì mình cũng xu hướng theo, nó cũng nguy hiểm đâu quý vị. Mình phải nhận định rằng cái vị đó tu như vậy nó có phải thật là cái vị đó là người thật sự là để giải thoát hay không. Nếu vị đó giải thoát thì nó không chấp thủ quý vị, chứ còn vị đó còn cấp bí giá thì cũng còn biết vậy quý vị. Nên bình thường chúng tôi nói Phật tử đó, mình cứ nhìn vô đi, một người có cấp bí giá đó thì cũng là người giữ tiền, họ cũng biết mình có tiền. À, họ không có đụng vô thân thôi, nhưng mà họ biết tiền, họ muốn mua cái gì, họ muốn xây dựng cái gì, họ nói cấp cái giá xây dựng cho họ, thì họ cũng có khẩu nghiệp và ý nghiệp vậy. Họ có tiền, họ biết họ có tiền là họ cũng có ý nghiệp, đúng không? Họ có miệng thì họ cũng có khẩu nghiệp, họ không có đụng vô thân nghiệp thôi. À, thì quý vị phải nhận định được như vậy thì quý vị mới có cái trí tuệ để nhìn thấy được. Vậy cái người giữ giới thật sự là họ có thân khẩu đi trong sạch luôn. Chứ còn cấp bí giá gì chúng tôi thấy nó cũng loạn cào cào lắm. Thực sự mình tu rồi mình mới thấy Phật pháp thì nó bây giờ nó nhiêu khê lắm quý vị. Thành ra nhiều khi chúng ta phải có suy nghĩ như vậy chúng ta mới biết bảo vệ Phật pháp được. Thôi bây giờ thì mời tri chúng lên tri ân chư tôn đức để chúng ta đóng lớp học quý vị. Kính đảnh lễ chư tăng chào tạm biệt quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính tri ân thường tọa Pháp Đăng đã tiếp tục bài giảng bài học ngày hôm nay. Xin thêm con Nguyên Xuân xin thêm mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, hoan tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành đất trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.